Nằm trên bờ biển Địa Trung Hải với vị trí đắt giá giữa Pháp và Ý, Monaco được biết đến là thiên đường của giới siêu giàu thế giới. Với diện tích nhỏ bé nhưng không gian sống xa xỉ, trội hơn hẳn Dubai về mặt truyền thống và sự tinh tế trong việc tiêu tiền. Monaco là điểm đến thu hút những người giàu có đến từ khắp nơi trên thế giới. Từ các tòa nhà cao chọc trời đến những tàu thuyền sang trọng neo đậu tại bến cảng xinh đẹp hay những chiếc siêu xe đắt giá lưu thông trên đường phố đã khiến nơi đây trở thành một nơi tuyệt vời để giới siêu giàu đến sinh sống, kinh doanh và hưởng thụ cuộc sống. Và London, New York hay Hồng Kông cũng đều phải chào thua trước sự đắt giá của giá nhà đất tại Monaco, nơi đây được xem là vùng đất đắt giá nhất hành tinh. Vậy điều gì làm nên sự đắt đỏ tột bậc của Monaco? Kính mời quý vị hãy cùng giới thượng lưu tìm hiểu kỹ hơn về đất nước giàu có này cũng như lối sống đẳng cấp của người dân nơi đây ngay bây giờ nhé. Bắt đầu thôi. Với diện tích chỉ vỏn vẹn 1,98 km², nhỏ thứ hai thế giới và dân số hơn 39.000 người, với trung bình hơn 19.000 người trên mỗi km², Monaco là đất nước có mật độ dân số lớn bậc nhất hành tinh. Hơn 72% công dân Monaco là người sinh ra tại nước ngoài. Theo thống kê dân số, chỉ có khoảng 9.259 công dân Monaco hiện nay là người bản địa, tức là được sinh ra tại vương quốc này. Vương quốc Tí Hon nằm giữa Ý và Pháp, được coi là quốc gia nhỏ thứ nhì thế giới hiện nay, chỉ sau Vatican. Để dễ hình dung, Monaco còn nhỏ hơn cả Central Park tại New York, Mỹ, hay chưa bằng cả một nửa quận Hoàn Kiếm của Hà Nội. Được công nhận là đất nước có diện tích nhỏ thứ hai trên thế giới, Monaco cũng có một kỷ lục khác, đó là giàu thứ nhì thế giới. Theo dữ liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF năm 2021, GDP của Monaco là khoảng 8,3 tỷ đô, tương đương với GDP trên đầu người là 196.712 đô. Thỏi nam châm thu hút giới siêu giàu. Thiên đường thuế. Monaco trở nên đặc biệt hấp dẫn với giới siêu giàu chính vì chính sách thuế vô cùng ưu đãi của nó. Có thể nói thuế là nguyên nhân chính giúp Monaco trở nên giàu mạnh. Công quốc này đã xóa bỏ thuế thu nhập từ năm 1869, còn các loại thuế khác với cá nhân và công ty cũng thấp kỷ lục. Cơ hội được giữ phần lớn tài sản đã giúp Monaco thu hút người dân từ hơn 100 quốc gia khác trên thế giới. Các doanh nhân làm ăn có lãi không phải trả thuế với khoản lãi đó ở Monaco. Cư dân cũng không phải trả thuế tài sản hay thậm chí là thuế cho phần lãi từ các khoản đầu tư của họ. Tuy nhiên, nếu chuyển tài sản ra khỏi công quốc này, người ta sẽ phải chịu mức thuế 33%. Họ chỉ phải trả chưa đến 1/3 giá thuê nhà trên thị trường, nhà nước sẽ trả phần còn lại. Điều đó là công bằng vì một người làm việc cho nhà nước sẽ có mức lương trung bình thấp hơn nhiều so với những cư dân từ nơi khác chuyển đến vì mục đích thuế. Điều đó có nghĩa là việc tăng giá bất động sản có tác động đáng kể. Trong những năm gần đây, thân vương Albert II tăng cường cung cấp bất động sản cho thuê giá cả phải chăng cho công dân Monaco. Kế hoạch nhà ở quốc gia 15 năm nhằm mục đích tăng số lượng căn hộ thuộc sở hữu nhà nước lên 43%. Còn đối với những người không có quốc tịch Monaco, dù có thể họ không được trao đặc quyền tương tự, nhưng việc trở thành cư dân ở quốc gia này vẫn mang lại những lợi ích. Monaco là quốc gia miễn thuế thu nhập và thuế tài sản. Đó là lý do vì sao nhiều người giàu có chuyển đến Monaco. Quốc gia này rất phù hợp với chủ sở hữu doanh nghiệp, doanh nhân và dân du mục kỹ thuật số. Cuộc sống lành mạnh. Quốc gia này là nơi sinh sống của người dân từ 139 quốc gia khác nhau. Mặc dù bé nhỏ nhưng Monaco rất năng động và đa dạng, giống như sự pha trộn giữa thành phố và thị trấn nhỏ. Người dân được tiếp cận tiện nghi hiện đại như sống ở thành phố, nhưng bầu khí vẫn gần gũi như trong một thị trấn. Không phải Nhật Bản, người Monaco mới nắm giữ kỷ lục tuổi thọ trung bình cao nhất là 85,8 tuổi, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO năm 2021. Chất lượng cuộc sống tuyệt vời của Monaco chính là lý do chính ảnh hưởng tích cực đến tuổi thọ của những người dân tại đây. Monaco được xem là một trong những địa điểm sạch sẽ nhất thế giới với không khí và môi trường sống lành mạnh. Môi trường sống tốt có thể giảm thiểu rủi ro của các bệnh tật và bệnh lý, giúp cho người dân duy trì sức khỏe tốt hơn và kéo dài tuổi thọ. Bên cạnh đó là hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe tốt, cung cấp cho người dân các dịch vụ y tế cao cấp. Những người dân có thể được chẩn đoán và điều trị các bệnh tật kịp thời, điều này có thể giúp họ giữ được sức khỏe tốt hơn và kéo dài tuổi thọ. Vẻ đẹp thực sự của Monaco còn nằm ở sự tự do và linh hoạt. Mỗi người có thể chọn một phong cách sống riêng, họ có thể tham dự những buổi tiệc xa hoa với trang phục lộng lẫy
hoặc họ có thể sống cực kỳ kín đáo và đơn giản. Ai cũng có thể thích nghi và tạo nên một Monaco của riêng mình. Tỷ lệ tội phạm thấp. Vấn đề an ninh là một yếu tố then chốt khiến nhiều người quyết định sinh sống ở Monaco. Tỷ lệ tội phạm tại quốc gia này cực kỳ thấp, trong khi cảnh sát lại nhiều. Vùng đất của triệu phú tỷ phú. Monaco là vùng đất của triệu phú tỷ phú khi có tới 32% dân số là triệu phú trở lên, tức là họ sở hữu tài sản trị giá hơn 1 triệu đô. Tỷ lệ này tương đương với việc cứ 3 công dân Monaco thì một người là triệu phú hoặc tỷ phú. Điều này đặc biệt là do các chính sách thuế ưu đãi và môi trường kinh doanh thuận lợi của Monaco thu hút nhiều người giàu có từ khắp nơi trên thế giới đến đây sinh sống và đầu tư. Ngoài ra, sự hiện diện của các hoạt động giải trí, du lịch, đua xe F1, sự kiện thể thao và văn hóa cũng đã tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh thu hút các tài sản giàu có đến đây. Theo Knight Frank Wealth Report, số triệu phú của Monaco đã tăng tới 12% chỉ trong vòng 5 năm kể từ 2013-2018. Đây được coi là vùng đất hứa của giới siêu giàu khi có rất nhiều đại gia khắp nơi xin nhập tịch Monaco. Mức sống ở Monaco rất cao, vì vậy rất ít người có thể sống tại đây nếu họ không có thu nhập đủ để trang trải cuộc sống. Chính phủ Monaco có các chính sách tài chính và thuế thu nhập cá nhân rất thuận lợi, hỗ trợ cho các công dân và cư dân tại đây. Do đó, mức sống ở Monaco được cho là rất cao và hoàn toàn không có người sống dưới mức nghèo. Theo báo cáo của chính phủ Monaco năm 2020, khoảng 300 người, tương đương với khoảng 1,6% dân số, đang sống trong tình trạng nghèo và cần được hỗ trợ từ chính phủ. Tuy nhiên, chính sách xã hội tại Monaco rất tốt. Chính phủ Monaco thường xuyên triển khai nhiều chương trình và hoạt động để giảm tỷ lệ người nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống của những người có hoàn cảnh khó khăn tại đây. Giá nhà đắt nhất thế giới. Giá nhà trung bình tại Monaco cao hơn cả những thành phố xa hoa nhất như New York và Hồng Kông. Để sở hữu một căn hộ một phòng ngủ ở Monaco, người mua phải trả ít nhất 1,6 triệu đô, khoảng 37 tỷ đồng. Giá căn hộ trung bình ở đây rơi vào 2,2 triệu đô, khoảng 51 tỷ đồng, đến 22,3 triệu đô, khoảng 517 tỷ đồng. Còn giá nhà dưới mặt đất thì tất nhiên còn lớn hơn nhiều, tối thiểu phải 5 triệu đô, khoảng 116 tỷ đồng. Monaco còn sở hữu con phố đắt nhất hành tinh. Năm 2008, Wealth Bulletin đã khẳng định Avenue Princess Grace nằm giữa trung tâm đất nước là con phố đắt nhất hành tinh, với giá trung bình là 17.750 đô mỗi feet vuông, khoảng 412 triệu đồng. Con phố này nổi tiếng không chỉ nhờ vị trí đắc địa và sầm uất của nó, mà còn vì cái tên được đặt theo công nương Grace Kelly, minh tinh Hollywood huyền thoại của thế kỷ trước. Bà chính là vợ của cố hoàng thân Rainer III và mẹ của hoàng thân Albert, nguyên thủ quốc gia của Monaco hiện tại. Grace Kelly luôn được coi là người quảng bá vương quốc tí hon giàu có này đến cả thế giới. Nền kinh tế vững mạnh. Nền kinh tế của Monaco có những đặc trưng riêng biệt so với các nước khác trên thế giới. Với diện tích hẹp và không có tài nguyên tự nhiên đáng kể, Monaco tập trung phát triển các ngành kinh tế dịch vụ như du lịch tài chính và bất động sản. Du lịch là một ngành kinh tế chính của Monaco và thu hút một lượng lớn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Các khách sạn sang trọng, song bạc, cửa hàng thời trang, sự kiện thể thao và các hoạt động giải trí khác là những điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch. Monaco cũng là một trong những địa điểm yacht cao cấp nhất thế giới, thu hút nhiều người giàu có sở hữu những chiếc du thuyền đắt tiền. Ngoài ra, Monaco còn là một trung tâm tài chính quốc tế với nhiều ngân hàng, công ty đầu tư và quỹ đầu tư có mặt tại đây. Với chính sách thuế ưu đãi, Monaco thu hút nhiều người giàu có và các công ty quốc tế để đầu tư và thực hiện hoạt động kinh doanh tại đây. Bất động sản cũng là một ngành kinh tế quan trọng của Monaco, với các căn hộ cao cấp, nhà phố sang trọng và các tòa nhà văn phòng hiện đại. Để giải quyết vấn đề không gian hạn chế, Monaco đã tiến hành nhiều dự án xây dựng trên biển nhằm mở rộng diện tích đất và tạo ra những khu đô thị hiện đại. Có thể nói, nền kinh tế của Monaco tập trung vào các ngành kinh tế dịch vụ và được hỗ trợ bởi chính sách thuế ưu đãi và các nguồn lực tài chính quốc tế. Giới siêu giàu Monaco hưởng thụ cuộc sống thế nào? Dùng bữa tại nhà hàng sang trọng nhất. Nhà hàng Lavish nằm ở tầng trệt của khách sạn Fairmont Monte Carlo, đối diện với một trong những khung cảnh biển đẹp nhất Monaco. Nhà hàng Lavish được thiết kế với phong cách hiện đại và sang trọng, tạo nên một không gian ấm cúng, thanh lịch và đầy phong cách. Với diện tích rộng lớn và cửa sổ lớn nhìn ra biển, nhà hàng tạo cảm giác thoải mái và tươi mát cho khách hàng. Thực đơn của Lavish được chế biến bởi đầu bếp người Anh Jason Atherton, người đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực và từng là đầu bếp của nhiều nhà hàng nổi tiếng trên thế giới. Thực đơn tại đây thường được cập nhật định kỳ để phù hợp với mùa và sự thay đổi của thị trường. Nhà hàng tập trung vào các món ăn Pháp hiện đại, với các món ăn được chế biến từ các nguyên liệu tươi ngon nhất. Bạn có thể thưởng thức các món ăn như hải sản tươi sống, súp hành tây, thịt bò Kobe, trứng cá hồi và nhiều món ăn khác. Để tăng thêm hương vị cho các món ăn, nhà hàng Lavish còn sử dụng các loại gia vị và nước sốt đặc biệt. Nhà hàng Lavish còn được biết đến với danh sách rượu vang phong phú và đa dạng,
với hơn 900 loại rượu vang đến từ khắp nơi trên thế giới. Tại đây bạn có thể tìm thấy các chai vang từ các khu vực nổi tiếng như Bordeaux, Burgundy, Champagne, California và Úc. Và tất nhiên giá cả của nhà hàng Lavish khá đắt đỏ, với giá trung bình từ 150 đến 250 euro mỗi người cho bữa ăn tối và có thể lên đến hơn 400 euro mỗi người nếu bạn chọn các món ăn và rượu vang cao cấp. Xong, đó là giá trị tuyệt vời cho một trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp và một không gian ấm cúng, thanh lịch và sang trọng. Mua sắm hàng hiệu tại các trung tâm thương mại hàng đầu. Giới siêu giàu tại Monaco thường mua sắm tại những khu vực cao cấp và sang trọng như Avenue des Beaux-Arts, Boulevard des Moulins và Avenue Monte Carlo. Đây là những địa điểm tập trung nhiều cửa hàng thời trang, đồ trang sức nội thất và những sản phẩm độc đáo và sang trọng khác. Ngoài ra, Monaco cũng có nhiều trung tâm mua sắm lớn như Metropole Shopping Center, Le Carré d'Or và Fontvelle Shopping Center, là nơi cung cấp các sản phẩm đẳng cấp từ các thương hiệu hàng đầu thế giới. Chơi bài tại casino hạng sang. Monaco cũng là nơi có các casino nổi tiếng trên toàn thế giới, trong đó nổi bật nhất là Casino Monte Carlo. Giới siêu giàu thường tới các casino này để tham gia các trò chơi đánh bạc như Baccarat, Blackjack, Roulette, Craps và Slot Machines. Các đại gia thường có xu hướng chơi Baccarat, một trò chơi đánh bạc phổ biến ở châu Á và thường sử dụng các khoản tiền lớn. Ngoài ra, các casino còn cung cấp các dịch vụ sang trọng và tiện nghi như các nhà hàng cao cấp, quầy bar, spa và phòng hội nghị. Nhiều khách sạn và resort cũng có sòng bạc bên trong, giúp cho giới siêu giàu có thể chơi các trò chơi đánh bạc mà không cần phải rời khỏi khu nghỉ dưỡng của mình. Tuy nhiên, để có thể chơi ở các casino này, các khách hàng phải tuân thủ các quy định về phục vụ và mặc quần áo sang trọng. Các giới siêu giàu thường mặc quần áo tây, áo sơ mi và giày da sang trọng khi đi đến các casino và một số nơi yêu cầu nam giới phải mặc vest. Để tham gia các trò chơi đánh bạc tại các casino này, giới siêu giàu phải đưa ra các khoản tiền cược lớn, thường là hàng trăm hoặc hàng nghìn euro. Tuy nhiên, nhiều khách hàng cũng có xu hướng tặng tiền cho các đại lý và nhân viên phục vụ của casino để đảm bảo được phục vụ tốt hơn và tạo sự ấn tượng đối với các nhân viên của casino. Nghỉ dưỡng tại các khách sạn xa xỉ. Giới siêu giàu thường tìm đến những khách sạn hàng đầu và dịch vụ tốt nhất để nghỉ ngơi. Và Hotel de Paris Monte Carlo là khách sạn xa hoa bậc nhất ở Monaco được họ ưa thích. Hotel de Paris Monte Carlo là một khách sạn 5 sao nằm ở vị trí trung tâm của Monte Carlo, Monaco. Khách sạn có lịch sử lâu đời, được xây dựng vào năm 1864 và đã được nâng cấp và cải tạo nhiều lần. Khách sạn được thiết kế với kiến trúc cổ điển Pháp sang trọng, với tầng lớp đá, sàn lát đá cẩm thạch, cầu thang đá hoa cương và những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng. Khách sạn có tổng cộng 182 phòng và suite cao cấp, được trang bị đầy đủ tiện nghi như máy lạnh, minibar, truyền hình vệ tinh, wifi miễn phí và phòng tắm riêng với đồ vệ sinh cá nhân cao cấp. Một số phòng và suite còn có ban công với tầm nhìn ra biển và thành phố. Khách sạn cũng có nhiều nhà hàng nổi tiếng, trong đó có Le Grill, một nhà hàng nằm trên tầng thượng với tầm nhìn toàn cảnh ra biển và thành phố, nơi bạn có thể thưởng thức các món ăn Pháp đặc trưng được chế biến bởi đầu bếp danh tiếng Frank Cerutti. Ngoài ra, khách sạn còn có nhà hàng Louis XV, Alain Ducasse, một trong những nhà hàng 3 sao Michelin nổi tiếng nhất của Pháp, nơi khách hàng có thể thưởng thức những món ăn hảo hạng được chế biến bởi đầu bếp Alain Ducasse. Khách sạn cũng có nhiều tiện ích sang trọng khác như phòng tập thể dục, spa, hồ bơi ngoài trời, sân golf, trung tâm mua sắm và dịch vụ giặt là, đưa đón sân bay và dịch vụ đặt vé cho các sự kiện tại Monaco. Tuy nhiên, giá phòng tại khách sạn Hotel de Paris Monte Carlo rất cao, từ vài nghìn euro trở lên nên nó phù hợp với giới siêu giàu và người nổi tiếng. Du lịch xa hoa. Giới siêu giàu ở Monaco thường có gu du lịch xa hoa và thường xuyên đi các khu nghỉ dưỡng hạng sang trên khắp thế giới. Họ thường đi du lịch đến những điểm đến xa xỉ và sang trọng như Saint-Tropez, Cannes và Nice, và thường ở lại các khách sạn resort hoặc villa cao cấp. Bên cạnh đó, nhiều người giàu ở Monaco sở hữu du thuyền riêng và thường sử dụng chúng để đi du lịch trên biển. Các du thuyền này thường có các tiện nghi cao cấp như bể bơi, sân golf mini, phòng sông hơi, phòng tập thể dục, khu vực thư giãn, hệ thống âm thanh hiện đại, đội ngũ thủy thủ chuyên nghiệp và nhiều tiện ích khác. Giới siêu giàu ở Monaco cũng thường thích sở hữu máy bay riêng để di chuyển trong và ngoài Monaco. Họ thường sử dụng các loại máy bay sang trọng như Gulfstream, Bombardier và Airbus. Ngoài ra, giới siêu giàu ở Monaco cũng thường có thói quen đặt các dịch vụ và trải nghiệm du lịch sang trọng như dịch vụ trực thăng bay đến các địa điểm khác nhau, thuê xe hơi cao cấp, thuê nhà riêng trong các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp và tham quan các điểm đến nổi tiếng. Sở hữu nhiều siêu xe. Giới siêu giàu ở Monaco thường sở hữu những chiếc siêu xe đắt giá nhất thế giới đến từ các thương hiệu đình đám như Bugatti, Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce và Bentley. Monaco là một trong những thành phố có mật độ siêu xe cao nhất trên thế giới, với nhiều con đường nhỏ hẹp và đường vòng quanh bờ biển,
phù hợp để điều khiển siêu xe. Bên cạnh đó, Monaco cũng là nơi tổ chức các cuộc thi siêu xe nổi tiếng nhất thế giới, Top Marques Monaco, mỗi năm một lần, thu hút đông đảo những người yêu siêu xe đến từ khắp nơi trên thế giới. Những sự kiện độc quyền. Monaco Grand Prix. Monaco có rất nhiều sự kiện độc quyền được tổ chức hàng năm và được giới tinh hoa tại đất nước này vô cùng quan tâm như Monaco Grand Prix. Đây là một trong những sự kiện thể thao đặc biệt và nổi tiếng nhất thế giới được tổ chức hàng năm tại thành phố Monte Carlo, Monaco. Đây là một trong những giải đua Formula One, F1 lâu đời nhất và đặc biệt nhất trên thế giới, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1929. Monaco Grand Prix được tổ chức trên một đường đua khó khăn gồ ghề, với đường đua chỉ có chiều dài 3,34 km, bao gồm 19 cua và các đoạn đường hẹp xoắn quanh các khu phố cổ của Monte Carlo. Điều này tạo ra một thử thách đối với các tay đua, cũng như tăng thêm sự kích thích cho người hâm mộ. Sự kiện này thu hút rất nhiều khách du lịch và những người nổi tiếng, bao gồm tất cả các tay đua nổi tiếng. Monaco Grand Prix thường được diễn ra vào cuối tuần cuối cùng của tháng 5 hoặc đầu tháng 6 hàng năm và được xem là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất của châu Âu. Monaco Yacht Show. Hay một sự kiện khác mà chỉ nghe đến tên thôi ta đã thấy được mùi đắt tiền và xa xỉ, đó là Monaco Yacht Show, là một trong những sự kiện hàng năm được tổ chức tại Port Hercules, Monte Carlo, Monaco. Đây là một trong những triển lãm du thuyền lớn nhất thế giới, thu hút các nhà sản xuất, chủ sở hữu, các nhà đầu tư và người yêu thích du thuyền đến từ khắp nơi trên thế giới. Tại Monaco Yacht Show, các nhà sản xuất, chủ sở hữu và các nhà đầu tư có cơ hội trình diễn các sản phẩm mới nhất và cao cấp nhất trong ngành công nghiệp du thuyền. Khách tham quan có thể ngắm nhìn và tìm hiểu về những chiếc du thuyền đắt giá, đồng thời cũng được tư vấn về các dịch vụ và tiện ích liên quan đến ngành du thuyền. Monaco Yacht Show thu hút sự tham gia của nhiều người nổi tiếng và giàu có từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm các chủ sở hữu du thuyền, nhà đầu tư, những người đam mê du thuyền và các nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghiệp giải trí, thể thao và kinh doanh. Sự kiện này cũng là dịp để các doanh nhân và nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội kinh doanh trong ngành du thuyền và các ngành liên quan. Val d'Isère là một trong những sự kiện hàng năm được tổ chức bởi Hoàng gia Monaco vào tháng 3. Đây là một trong những sự kiện xa hoa, đẳng cấp và độc đáo nhất của Monaco, thu hút giới siêu giàu và các người nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới. Sự kiện này được tổ chức để gây quỹ cho các hoạt động từ thiện của công chúa Grace của Monaco. Ban đầu, sự kiện được tổ chức vào năm 1954 và được mệnh danh là Festival of Roses, sau đó được đổi tên thành Rose Ball vào năm 1964. Từ năm 2004, Ball de Rose hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Ball de Rose được tổ chức tại Salle de Tour, a Sporting Monte Carlo, và bao gồm một bữa tiệc tối xa hoa có đủ các món ăn ngon, thức uống đắt tiền và các tiết mục giải trí đặc sắc. Đặc biệt trong suốt sự kiện, các vũ công sẽ trình diễn các vũ điệu truyền thống của Monaco và các bản nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng. Với một giá vé từ 800 đến 1.000 euro và phải mặc trang phục tối, Ball de Rose là một sự kiện chỉ dành cho giới siêu giàu và được coi là một trong những bữa tiệc đẳng cấp nhất thế giới. Monaco được xem là nơi sinh sống của giới siêu giàu với cuộc sống đầy xa hoa và tiện nghi. Với nền kinh tế phát triển, cùng với chính sách thuế ưu đãi, Monaco thu hút giới siêu giàu từ khắp nơi trên thế giới đến sinh sống, làm việc và nghỉ ngơi. Họ có thể tận hưởng các tiện ích sang trọng nhất, từ các khách sạn, nhà hàng, cửa hàng mua sắm đến các siêu xe và du thuyền. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm cuộc sống xa hoa này bởi chi phí sinh hoạt và sở hữu tài sản ở Monaco là rất đắt đỏ. Bạn nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hoan nghênh bạn để lại bình luận bên dưới để cùng chia sẻ nhé! Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn vì đã theo dõi chương trình. Giới Thượng Lưu, nơi chấp cánh ước mơ thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Paris, chốn kinh đô hoa lệ, tràn ngập sự lãng mạn, nguy nga và sang trọng nhất thế giới. Vừa là kinh đô điện ảnh và trung tâm nghệ thuật của thế giới, vừa là biểu tượng của những kiến trúc vô giá, nơi của những biệt thự xa hoa, các căn hộ cao cấp và những chiếc siêu xe đắt tiền tấp nập đi lại. Khỏi phải nói, giới thượng lưu ở Pháp sẽ có cuộc sống đáng mơ ước cỡ nào. Bởi bao tinh hoa thế giới đều hội tụ tại Pháp, cho nên mức sống ở đây cũng được đẩy lên cao tới độ không tưởng. Những thói quen tiêu tiền đặc biệt như đi du lịch sang trọng, ăn uống tại những nhà hàng danh tiếng, mua sắm các sản phẩm hàng hiệu đắt tiền, thưởng thức những loại hình nghệ thuật hàng đầu hành tinh và tham gia vào các sự kiện xã hội cao cấp đã trở thành chuyện như cơm bữa. Không chỉ là nơi giải trí cho giới thượng lưu Pháp, mà đây còn là địa điểm hội tụ dành cho những người lắm của nhiều tiền từ khắp nơi thế giới đổ về. Vậy trong video này, quý vị và các bạn hãy cùng giới thượng lưu tìm hiểu xem phong cách sống đẳng cấp của giới nhà giàu nước Pháp vừa xa xỉ lại rất đỗi lãng mạn ra sao nhé. Bắt đầu thôi! Pháp
Pháp là quốc gia nằm tại Tây Âu, với phía Tây giáp Đại Tây Dương, Bắc giáp biển Manche, Đông giáp Bỉ, Đức, Thụy Sĩ, Italia, Nam giáp biển Địa Trung Hải và Tây Ban Nha. Trong nhiều năm qua, Pháp luôn là một cường quốc có ảnh hưởng văn hóa, kinh tế, quân sự và chính trị mạnh mẽ ở châu Âu và trên toàn thế giới. Với nền kinh tế phát triển tương đối toàn diện và đồng đều cả nông nghiệp lẫn công nghiệp, Pháp nằm ở vị trí thứ 7 trong danh sách những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dân số của Pháp hiện có gần 68 triệu người. Năm 2021, mức GDP bình quân đầu người tại Pháp là hơn 43.658 đô. Theo báo cáo của Forbes, thủ đô Paris của Pháp là một trong những thành phố có số lượng tỷ phú nhiều nhất trên thế giới chỉ sau London và Tokyo, với khoảng 90 tỷ phú đang sống ở đây. Ngoài ra, Paris còn có nhiều triệu phú và người giàu có khác, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp thời trang, nghệ thuật và tài chính. Sớm từ lâu đã không còn phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền. Tất nhiên, đời sống của người Pháp nói chung và giới thượng lưu nơi đây đều nằm ở một tầm cao khác so với những nền kinh tế mới phát triển non trẻ. Có ba thứ khiến người ta liên tưởng tới nước Pháp là rượu vang, hoa hồng và tình yêu. Bởi vậy, Pháp đã nuôi dưỡng những tâm hồn vừa thấm đẫm văn hóa của sự lãng mạn, lại có phần bay bổng và xa hoa. Điều này đã trực tiếp phản ánh những sở thích và lối sống của giới thượng lưu Pháp. Sự đầu tư khổng lồ cho văn hóa nghệ thuật. Có lẽ không ít quý vị và các bạn đã chót say mê các trước tác của các văn hào Pháp, ví như Thằng Gù nhà thờ Đức Bà Paris, Bá Tước Monte Cristo, Ba Chàng Lính Ngự Lâm, Tấn Trò Đời hoặc Mật Mã Da Vinci, để rồi luôn hằng mong ước đến Paris để tận mắt chiêm ngưỡng các cổ vật ở các bảo tàng, cung điện, tận mắt chứng kiến bí tích nơi lưu tồn những điều kỳ diệu của nhân loại, phải không nào? Giới thượng lưu của Pháp luôn được biết đến với tình yêu và sự đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và thời trang. Họ thường chi tiêu một khoản lớn tiền vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật và giải trí, bao gồm mua sắm các tác phẩm nghệ thuật, xem các buổi biểu diễn nghệ thuật và tham gia các sự kiện giải trí cao cấp. Được mệnh danh là kinh đô thời trang của thế giới, mỗi ngày có khoảng 10 bộ phim và show chụp hình thời trang được thực hiện tại Paris. Pháp sớm định hình mình là một sân chơi lớn dành cho mảng công nghiệp xa xỉ phẩm. Pháp có tuần lễ thời trang Paris, Paris Fashion Week, nước danh toàn cầu. Đây là một loạt các buổi diễn thời trang của nhà thiết kế được tổ chức 6 tháng một lần tại Paris, với các sự kiện mùa xuân hạ và mùa thu đông được tổ chức mỗi năm. Mỗi năm hàng triệu người nổi tiếng đổ về Paris để chứng kiến tuần lễ thời trang Paris. Sự kiện quy tụ những tên tuổi lớn nhất trong làng thời trang, từ những ngôi sao nổi tiếng, các tài năng mới nổi khắp các châu lục. Không khí ở Paris Fashion Week không giống bất cứ nơi nào trên thế giới. Người ta không chỉ tới đó để nhìn ngắm quần áo, mà còn khám phá thế giới cao cấp của sự sáng tạo và tinh hoa thị giác. Ngoài ra, giới thượng lưu của Pháp thường chi tiêu vào các hoạt động nghệ thuật như tổ chức triển lãm nghệ thuật, mua sắm các tác phẩm tranh và điêu khắc. Nền điện ảnh nghệ thuật của Pháp được xếp ở vị trí thứ 2 thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ. Bởi vậy, giới nhà giàu Pháp cũng thường tài trợ cho các buổi biểu diễn như nhạc kịch, opera, ballet, các chương trình nhạc cổ điển và hiện đại. Họ cũng thường tài trợ cho các sự kiện nghệ thuật và văn hóa như Liên hoan Cannes, Liên hoan phim Venice, Liên hoan phim Cannes và Liên hoan phim Berlinale. Các công trình kiến trúc cũng là một lĩnh vực mà giới thượng lưu của Pháp đầu tư nhiều vào. Họ thường đầu tư vào các dự án kiến trúc và nghệ thuật lớn như đập điện, nhà hát, bảo tàng, nhà thờ và các công trình địa điểm du lịch nổi tiếng. Chính phủ Pháp đầu tư vào các dự án văn hóa và nghệ thuật, bao gồm việc xây dựng bảo tàng Louvre và trung tâm Georges Pompidou ở Paris, cũng như việc xây dựng nhà hát lớn nhất châu Âu, nhà hát lớn ở Lyon. Do vậy, nếu đến Pháp mà không ghé thăm những bảo tàng triển lãm, những phòng trưng bày nghệ thuật, nơi lưu lại những dấu tích của thần thoại như bảo tàng Louvre, bảo tàng Orsay, cung điện Versailles thì quả là đáng tiếc. Pháp là nơi ghi dấu những thần tích huy hoàng của văn hóa thần thoại, huyền bí, linh thiêng, những điều kỳ diệu của nhân loại bằng những kiến trúc mỹ lệ. Nó hiện lên trong nét cổ kính duyên dáng của những cây cầu bắc qua sông, những thành quách và góc phố nền thơ, cho đến những cung điện trang nghiêm tráng lệ. Giữa một Paris đầy hào nhoáng, người ta vẫn có thể dễ dàng bắt gặp những bức tượng nam thần và nữ thần, những thiên sứ giương đôi cánh lớn, hay cả những nét hoa văn tinh xảo cùng các thiên sứ được chạm khắc trên nóc nhà, ô cửa sổ và cột trụ to lớn, khiến ai đến nơi đây cũng đều có cảm giác mỹ diệu, trang trọng, lại rất đỗi thân quen. Không chỉ dừng lại ở văn hóa và nghệ thuật,
Giới thượng lưu ở đây cũng sở hữu cho mình biệt thự, siêu xe, chuyên cơ, du thuyền và không thể thiếu những chuyến shopping đắt đỏ tại kinh đô thời trang Paris này. Chúng ta hãy tìm hiểu kỹ hơn về phong cách sống của họ nhé. Những khu nhà ở đắt đỏ bậc nhất nước Pháp. Quận 7, Gros Caillou, Paris. Quận 7, biểu tượng của Paris, đón gần 7 triệu du khách mỗi năm. Đây chính là địa điểm giúp bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp nao lòng của Paris từ trên cao. Quận này quy tụ một bộ phận lớn những người Pháp giàu có nhất. Và cũng vì thế nơi này là một trong những khu vực uy tín nhất của thủ đô. Nó mang lại sự an toàn và yên tĩnh cho cuộc sống. Vì an ninh được đảm bảo ở mức độ cao nhất, nằm ở trung tâm thành phố, nơi có nhiều tài sản, di tích lịch sử, tòa nhà chính phủ và ngoại giao, các địa điểm du lịch như Tháp Eiffel, nhưng cũng có những khu vườn lộng lẫy Champs de Mars. Đây cũng là một quận có vị trí văn hóa vô cùng quan trọng với các viện bảo tàng nổi tiếng như Musée d'Orsay, Quai Branly hay Musée Rodin. Các tòa nhà với kiến trúc Haussmannian sang trọng khiến nó trở thành một trong những quận sang trọng nhất ở Paris. Trong đó, quận Gros Caillou là nơi cư dân có mức sống cao nhất ở Pháp. Thu nhập hàng năm tối thiểu là 210.144 euro. Tiếp theo là Invalides, École Militaire và Saint-Thomas-d'Aquin. Quận 6, Odéon, Paris. Nổi tiếng vì thu hút được tầng lớp dân cư giàu có, quận Odéon là nơi người Pháp sinh sống với thu nhập hàng năm ít nhất là 167.860 euro. Và bất động sản nơi đây đang có nhu cầu cao, mặc dù giá mua luôn cao hơn mức trung bình. Ở trung tâm của Saint-Germain-des-Prés, bạn sẽ tìm thấy Café de Flore và Le Duc Margot rất nổi tiếng. Quận 8, Paris là một biểu tượng của sự sang trọng của Paris. Quận 8 là sự lựa chọn của những người Pháp giàu có nhất. Giữa các biệt thự, nhà thời trang cao cấp, nhà hàng 5 sao, cung điện và đại sứ quán, quận này là nơi lưu trú của các đại gia. Bạn sẽ tìm thấy những đại lộ đẹp nhất thế giới, chẳng hạn như đại lộ Champs-Élysées và đại lộ Montaigne ở đây. Cách tam giác vàng nổi tiếng không xa là công viên Parc Monceau, Gare Saint-Lazare và các bảo tàng nghệ thuật trang trí và những lâu đài tráng lệ. Đây là một trong những khu phố sang trọng nhất ở Paris. Khu dân cư ngoại ô Île-de-France sang trọng. Ngoài nội thành Paris, vùng ngoại ô Île-de-France gần thủ đô cũng thu hút những người Pháp giàu có nhất. Đặc biệt là phía tây Paris, chúng ta có thể tìm thấy khá nhiều khu nhà giàu của nước Pháp. Rue de Seine đứng đầu danh sách với các thị trấn như Neuilly-sur-Seine, Saint-Cloud, Boulogne-Billancourt, Sèvres hoặc Lenoir-Perret. Tiếp theo là Val-de-Marne với Saint-Mandé và Yvelines với Maison Lafitte. Những khu dân cư ngoại ô này mang đến sự an toàn và lối sống thoải mái với không gian sành rộng lớn, nhà ở trang nhã với diện tích bề mặt lớn, các doanh nghiệp địa phương và các trường học danh tiếng. Ngoài ra, giá trung bình của bất động sản ở đó thấp hơn một chút so với ở thủ đô. Do đó, tất cả những yếu tố này góp phần thu hút các hộ gia đình giàu có nhất. Bán đảo tỷ phú Saint-Jean-Cap-Ferrat. Thị trấn Saint-Jean-Cap-Ferrat nằm ở vùng bờ biển French Riviera của Pháp, là địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng dành cho giới giàu từ cuối những năm 1800. Nơi này dày đặc những căn villa cổ thuộc sở hữu của các triệu phú, tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới, mang lại cho thị trấn vùng địa Trung Hải này biệt danh bán đảo tỷ phú. Nằm ở miền nam nước Pháp, thị trấn Saint-Jean-Cap-Ferrat chỉ có khoảng 1.600 dân, nhưng chiếm số đông tại thị trấn này là giới siêu giàu, từ Roman Abramovich, tỷ phú dầu mỏ người Nga, đến Rinat Akhmetov, tỷ phú người Ukraine. Bán đảo này được đánh giá là cái nôi tiên phong cho lối sống thời thượng, thu hút giới tài phiệt đổ về trong hơn 2 thế kỷ trở lại đây. Với lợi thế từ khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở địa Trung Hải, khí hậu ôn hòa, Saint-Jean-Cap-Ferrat giống như một thế giới tách biệt dành cho giới siêu giàu, sinh sống kết hợp nghỉ dưỡng. Nhiều trào lưu và lối sống mới đã khởi nguồn từ khu vực này. Một trong những khách sạn biểu tượng tại Saint-Jean-Cap-Ferrat là Grand Hotel du Cap-Ferrat, hiện được quản lý bởi Four Seasons. Khách sạn 49 phòng này là một trong 8 khách sạn ở Pháp được gọi là cung điện, phân hạng mới cho các khách sạn xa xỉ trên mức 5 sao thông thường. Giá mỗi đêm cho khách sạn này từ 1.450 đô trở lên. Nơi đây thường được giới siêu giàu chọn làm chốn lưu trú trong thời gian diễn ra các sự kiện như liên hoan phim Cannes và giải đua xe F1 ở Monaco. Một khách sạn 5 sao khác trên đảo cũng thu hút người nổi tiếng là Royal Riviera, được xây dựng vào năm 1904 và có 94 phòng. Ngoài các khách sạn xa xỉ, Saint-Jean-Cap-Ferrat còn nổi tiếng với các biệt thự lâu đời. Một trong số đó có tên Effosy, được xây dựng vào đầu thế kỷ 20, từng thuộc về gia tộc Rothschild danh tiếng của Pháp. Effosy được mở cửa cho du khách đến thưởng ngoạn cảnh sát sân vườn, uống trà và mua quà lưu niệm.
Một căn biệt thự biểu tượng khác ở đây là Lucider, 189 năm tuổi, 14 phòng ngủ, nằm trên diện tích 140.000m2. Năm 2017, biệt thự này từng được giao bán với giá 410 triệu đô, mức giá đắt nhất thế giới. Năm 2019, tỷ phú Rinat Akhmetov, người giàu nhất Ukraine, đã chi đến 221 triệu đô để mua lại nó. Danh sách những người nổi tiếng từng ghé thăm St. John's Cathedral còn có cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill, danh hài Charlie Chaplin hay Vương phi Hy Lạp Mary Chantal. Giới siêu giàu nước Pháp tiêu tiền ở đâu? Mua sắm ở các trung tâm thương mại cao cấp. Ở Pháp, giới nhà giàu thường tìm kiếm các khu thương mại sang trọng để thỏa mãn nhu cầu mua sắm của mình. Những khu thương mại này không chỉ có những sản phẩm đẳng cấp từ những thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới, mà còn mang đến cho khách hàng một trải nghiệm mua sắm hoàn toàn khác biệt với không gian sang trọng và dịch vụ tuyệt vời. Avenue des Champs-Élysées là một trong những địa điểm mua sắm hàng đầu của Paris, thu hút giới nhà giàu từ khắp nơi trên thế giới. Tại đây họ có thể tìm thấy những cửa hàng của các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Dior, Hermès và Cartier. Với không gian sang trọng độc đáo, Avenue des Champs-Élysées là một nơi để giới nhà giàu thỏa mãn niềm đam mê mua sắm của mình. Ngoài ra, Galerie Lafayette, Le Bon Marché, Rue Saint-Honoré và Printemps cũng là những địa điểm mua sắm đáng chú ý khác tại Paris, với nhiều cửa hàng của các thương hiệu danh tiếng. Tại đây, giới nhà giàu có thể tìm thấy các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, trang sức và đồ gia dụng cao cấp, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của họ. Với sự đa dạng và sang trọng của các khu thương mại tại Pháp, giới nhà giàu luôn có nhiều lựa chọn để thỏa mãn sự đam mê mua sắm của mình và tìm kiếm những sản phẩm đẳng cấp nhất. Dùng bữa ở những nhà hàng sang trọng. Giới nhà giàu ở Pháp thường ưa chuộng ẩm thực sang trọng và đắt đỏ và có nhiều lựa chọn nhà hàng cao cấp để đáp ứng nhu cầu ẩm thực của họ. Những nhà hàng này thường có thực đơn đa dạng, độc đáo và chất lượng tuyệt hảo, được chế biến bởi các đầu bếp hàng đầu, phục vụ trong không gian sang trọng đẳng cấp. Ở Paris, nhà hàng Guy Savoy, Le Jouvel, L'Empoisie, Le Tour d'Argent và Le Bistol đều là những địa điểm ẩm thực cao cấp mà giới nhà giàu thường tới. Tại đây họ có thể thưởng thức những món ăn đặc trưng của Pháp được chế biến bởi các đầu bếp tài ba hoặc thưởng thức các món ăn đa dạng từ các nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Ngoài ra, các thành phố khác của Pháp cũng có nhiều lựa chọn nhà hàng cao cấp cho giới nhà giàu, chẳng hạn như Le Louis XV, Alain Ducasse ở Monte Carlo, Le Petit Maison ở Nice và L'Oasis ở Cannes. Các nhà hàng này cũng mang đến cho khách hàng một trải nghiệm ẩm thực độc đáo và đẳng cấp với không gian sang trọng và dịch vụ tuyệt vời. Các đầu bếp hàng đầu thường tập trung vào việc sử dụng các nguyên liệu tốt nhất và kết hợp chúng với kỹ thuật nấu ăn tinh tế để tạo ra những món ăn độc nhất vô nhị như gan ngỗng tươi, cá hồi, tôm hùm, nấm truffle hay thịt bò Kobe, v.v. Những món ăn thức uống đẳng cấp nhất. Trong các món ăn vừa kể tên, gan ngỗng Pháp là món ăn tinh tế sang trọng bậc nhất, thể hiện rõ nét sự tinh hoa của ẩm thực truyền thống Pháp. Chính vì có tầm vóc như vậy, gan ngỗng có những cách thưởng thức theo quy tắc phức tạp và thú vị hơn những món ăn thông thường. Gan ngỗng béo foie gras là loại gan ngỗng nổi tiếng khắp thế giới của Pháp, được ưa chuộng bởi những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Gan của những con ngỗng được vỗ béo này đều có vị đậm đà và kết cấu mềm mịn như kem. Chúng có giá khoảng 250 đô cho 3,6 cân, gần 6 triệu Việt Nam đồng. Đây là món ăn được giới quý tộc Pháp yêu thích và được tiêu thụ nhiều nhất tại Pháp, cũng như được nhiều nước trên thế giới ưa chuộng. Ngỗng được vỗ béo bằng cách ăn ngũ cốc liên tục trong một khoảng thời gian trước ngày giết mổ. Trong quá trình ăn ngũ cốc, gan ngỗng phải làm việc liên tục khiến gan có một lượng mỡ mềm nhẹ và hương vị thanh tao khác lạ. Gan ngỗng không hề bị ngấy như các loại gan thông thường. Gan ngỗng Pháp được thưởng thức cùng rượu vang nhẹ, không hợp dùng chung với các loại rượu mạnh hay cocktail. Gan ngỗng Pháp thường được người Pháp thưởng thức cùng rượu Sauternes, loại rượu vang trắng rượu nhẹ làm từ quả nho chín nấu trên cành. Vị rượu ngọt nhẹ, sóng sánh mùi thơm như mật ong cùng sự béo ngậy mà không ngấy như tan trong miệng, xứng đáng là tinh hoa của ẩm thực nước Pháp. Tuy nhiên, quá trình làm ra được gan ngỗng to, đạt chuẩn, được coi là một sự ác độc đối với loài động vật này. Cho nên món gan ngỗng này đã bị cấm sản xuất ở nhiều quốc gia như Ấn Độ, Áo, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Đức, Anh và tiểu bang California, Mỹ. Về khoản uống, Pháp nổi tiếng là xứ sở rượu vang, cho nên những tinh túy nhất của ngành rượu vang cũng được xuất xứ từ đây. Vang Pháp luôn được mệnh danh là nữ hoàng của các dòng rượu vang nổi tiếng thế giới. Và loại rượu nức tiếng trong giới thượng lưu là vang đỏ Petrus, không chỉ ngon mà còn rất đắt đỏ và khó tìm. Do vậy, Petrus là biểu tượng của sự quyền lực và sự giàu có dư giả của người thưởng thức. Trên thị trường Việt Nam, giá của một chai vang đỏ Petrus 750ml rơi vào khoảng từ 100 đến 150 triệu đồng, thậm chí là cao hơn thế. Có một cách mô tả rượu vang Petrus như sau. Nếu một người uống rượu vang Petrus,
anh ấy chắc chắn thuộc giới thượng lưu. Còn nếu được mời uống Petrus, hẳn anh ta phải là vị khách vô cùng đặc biệt. Để chăm sóc nho và chế tạo loại rượu vang thượng hạng này là cả một sự kỳ công. Người ta còn phải thuê trực thăng để hong khô nho, sao cho ra chất lượng rượu tốt nhất. Có thể nói không chỉ đắt đỏ và quý hiếm, rượu vang đỏ Petrus còn là biểu tượng cho đẳng cấp và địa vị xã hội. Vui chơi ở các câu lạc bộ độc quyền. Giới siêu giàu nước Pháp thường lui tới các câu lạc bộ độc quyền để giải trí và tận hưởng cuộc sống xa hoa. Các câu lạc bộ này thường được xây dựng tại các thành phố lớn như Paris, Cannes, Nice và Saint-Tropez. Một số câu lạc bộ độc quyền nổi tiếng của nước Pháp là Le Caves du Hoy tại Saint-Tropez, Le Parhon tại Paris, Le Valley tại Cannes và Le VIP Room tại Paris và Saint-Tropez. Những câu lạc bộ này có thiết kế sang trọng, đẳng cấp, âm nhạc sôi động và có không gian riêng tư để giới siêu giàu có thể thư giãn và tận hưởng đêm khuya. Các câu lạc bộ độc quyền này thường được phục vụ bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, từ những người quản lý, bảo vệ đến nhân viên phục vụ, đảm bảo sự riêng tư và an toàn cho các khách hàng của mình. Giá cả tại các câu lạc bộ này thường rất đắt đỏ, chỉ dành cho giới siêu giàu có. Mỗi một buổi ghé chơi các câu lạc bộ như này, chi phí rơi vào từ 300 euro đến vài nghìn euro. Sở hữu siêu xe, chuyên cơ, du thuyền. Giới nhà giàu Pháp sở hữu rất nhiều siêu xe, chuyên cơ và du thuyền sang trọng với mức độ đa dạng và đẳng cấp khác nhau. Trong lĩnh vực siêu xe, những thương hiệu như Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley và Aston Martin và Porsche đều được ưa chuộng. Một số chủ xe có thể sở hữu nhiều chiếc siêu xe từ các thương hiệu khác nhau hoặc tập trung vào chỉ một thương hiệu duy nhất để tạo dấu ấn riêng. Trong lĩnh vực chuyên cơ, các thương hiệu như Gulfstream, Bombardier, Dassault và Airbus đều rất phổ biến với giới nhà giàu Pháp. Chuyên cơ của họ thường được trang bị đầy đủ các tiện nghi từ phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách đến phòng ăn và phòng họp. Ngoài ra, giới nhà giàu Pháp cũng thường sở hữu các du thuyền sang trọng để thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Những du thuyền này thường có thiết kế đẳng cấp với các tiện nghi như hồ bơi, phòng tập thể dục, sân golf và cả nhà hàng. Tổng quan lại, giới nhà giàu Pháp có sở thích đa dạng trong việc sở hữu các phương tiện đắt tiền và sang trọng nhằm tạo ra phong cách sống đẳng cấp và thể hiện đẳng cấp của mình. Tuy nhiên, cũng có một số người sở hữu các phương tiện này để đầu tư và tăng giá trị tài sản của mình. Những bữa tiệc dạ hội siêu xa hoa. Le Bal de Deux Boutons, dạ vũ hoàng gia, hay thường được gọi tắt là Le Bal, đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Đây là một trong những dạ hội đẳng cấp nhất hành tinh được tổ chức hàng năm vào cuối tuần của lễ tạ ơn ở Paris, Pháp. Le Bal de Deux Boutons từng được Forbes đánh giá là một trong 10 đêm dạ hội xa hoa hàng đầu thế giới. Le Bal là nơi hội tụ những cô gái tinh túy nhất trong giới thượng lưu, với khoảng 20 cô gái trong độ tuổi từ 16 đến 22, đến từ 9 đến 12 quốc gia trên khắp thế giới. Họ đều xuất thân từ những gia đình giàu có, châm anh thế phiệt và nổi tiếng trên toàn cầu. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài nổi bật, có gia thế hiển hách, mà những cô gái được chọn còn phải có tri thức cũng như có nhiều đóng góp dành cho xã hội. Le Bal đã từng đón nhận rất nhiều gương mặt xinh đẹp, tài năng từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều khách mời trong số đó là ái nữ của các gia đình hoàng gia hay dòng dõi quý tộc. Một số khác là con gái của các nghệ sĩ, doanh nhân hay chính trị gia nổi tiếng. Kể từ khi được thành lập, Le Bal đã đón tiếp công chúa Lorenza de Liechtenstein, công chúa Ai Cập Forzia Latifa, nữ bá tước Đức Victoria von Faber-Castell, công vương Melusine Ruspoli của Ý, cháu nội tổng thống Bush Lauren Bush và nhiều tên tuổi tiếng tăm khác. Chỉ sau một đêm hội xa hoa bậc nhất, tên tuổi của những cô gái may mắn sẽ tràn ngập trên các mặt báo, danh tiếng của họ và gia đình sẽ được nâng tầm ở một vị trí mới. Có thể nói rằng, được góp mặt trong Le Bal là mơ ước và trở thành niềm tự hào của các cô gái thượng lưu. Những thiếu nữ được chọn sẽ được mặc những bộ đồ cao cấp nhất đến từ các nhà thiết kế và thương hiệu thời trang đẳng cấp thế giới. Tất cả họ đều được đeo những món đồ trang sức quý giá đến từ các thợ kim hoàn chuyên nghiệp. Đến với đêm hội Le Bal, tất cả khách mời sẽ diện những bộ trang phục dạ hội tinh tế và sang trọng, đặc biệt là phải lộng lẫy, và dù có thiết kế đơn giản hay cầu kỳ, những bộ đầm dạ hội này phải luôn làm bật lên được nét tôn quý sang trọng của người khoác lên nó. Có thể thấy rằng, Le Bal thực sự là một trong những buổi dạ vũ đẳng cấp và xa hoa nhất thế giới, từ khâu chuẩn bị, tổ chức cho đến các nhân vật tham gia sự kiện. Người giàu nhất nước Pháp. Ở đất nước sở hữu kinh đô thời trang hàng đầu và nổi tiếng về hàng hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới, nên người giàu nhất nước Pháp nghiễm nhiên là một ông trùm hàng hiệu. Ông Bernard Arnault, tỷ phú đứng sau đế chế thời trang xa xỉ LVMH của Pháp, ngày 13 tháng 12 đã vượt qua Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới trong xếp hạng của Bloomberg. Chính ông này đã phá kỷ lục cho quốc gia của mình, vì từ trước tới nay chưa có người Pháp hay người châu Âu nào có khối tài sản lớn nhất hành tinh. Giá trị tài sản ròng hiện tại của ông là 223,1 tỷ đô.
Vị tỷ phú 74 tuổi này là nhân vật lâu năm trong các xếp hạng giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, ông cực hiếm khi xuất hiện trước công chúng và không hoạt động trên mạng xã hội, cho nên những thông tin về ông là khá hiếm hoi. LVMH nắm trong tay khoảng 75 thương hiệu cao cấp, nổi bật là Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co, Fendi, Bulgari, Givenchy và Hublot, Rimowar, Veuve Clicquot, v.v. Do đó, chẳng có gì làm lạ khi tính toán cho thấy tài sản của tỷ phú Arnold hiện tương đương hơn 3% nền kinh tế Pháp. Với sự giàu có tột đỉnh, nên việc ông sở hữu nhiều dinh cơ, lâu đài, biệt thự trải khắp các thành phố ở châu Âu là điều dễ hiểu. Vợ chồng ông sống tại khu Left Bank tại thành phố Paris, phía nam sông Seine, và căn biệt thự này có giá khoảng 34 triệu đô. Một villa tại Saint-Tropez thuộc vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur, miền đông nam Pháp cũng có giá khoảng 32 triệu đô. Ông cũng được cho là đã chi ít nhất 96,4 triệu đô để mua nhà tại Los Angeles, Beverly Hills, Truesdale Estate và Hollywood Hills, Mỹ. Ngoài ra, tỷ phú người Pháp còn sở hữu nguyên hòn đảo Indigo ở Bahamas, bên cạnh các hàng xóm tài tử Johnny Depp và ảo thuật gia David Copperfield. Mới đây nhất, Bernard Arnault đã cập nhật thêm vào danh mục bất động sản xa xỉ của mình dinh thự Casa degli Atellani, nơi ở trước đây của danh họa thiên tài Leonardo da Vinci. Dinh thự nằm ở trung tâm thành phố Milan, được xây dựng vào cuối những năm 1400 và được công tước Ludovico Imoro của Milan tặng cho Da Vinci vào năm 1489 khi họa sĩ đang ở trong thị trấn để vẽ kiệt tác của mình, bữa ăn tối cuối cùng. Ước tính giá trị của dinh thự này cũng là một con số khổng lồ dù chưa được công khai. Một trong những tài sản đáng chú ý của tỷ phú Bernard Arnault là chiếc siêu du thuyền Symphony trị giá 34 triệu đô, có thể mang thêm 3 thuyền vụ lên thuyền. Ông cũng là nhà sưu tập nghệ thuật và chủ Foundation Louis Vuitton Arbre de Bouligny của Paris vào năm 2014. Địa điểm là một bảo tàng nghệ thuật tư nhân hoành tráng do Frank Gehry thiết kế, nhằm mục đích lưu giữ bộ sưu tập của công ty LVMH cũng như của Arnault. Năm 2019, ông đã cam kết đóng góp 200 triệu euro cho quỹ Notre Dame để giúp tái thiết nhà thờ Đức Bà Paris sau khi bị cháy. Ông cũng đã đóng góp 5 triệu euro cho quỹ mặt trận phòng chống COVID-19 của chính phủ Pháp. Ngoài ra, ông Arnault và gia đình của ông đã thành lập quỹ Louis Vuitton để hỗ trợ các dự án giáo dục, văn hóa và y tế trên toàn cầu. Quỹ này đã tài trợ cho các dự án như Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Y tế của Bệnh viện Pompidou ở Paris và Trung tâm Y tế Tấn công Mạch Máu của Trường Đại học Harvard ở Hoa Kỳ. Ông Arnault cũng đã đóng góp tiền để xây dựng một số tòa nhà và công trình nghệ thuật ở Pháp như Bảo tàng Louis Vuitton ở Paris và Nhà hát Teatro alla Scala Milan. Vừa rồi là tất cả những thông tin thú vị nhất về giới siêu giàu nước Pháp. Cuộc sống của giới nhà giàu nước Pháp thường được xem là xa hoa và đầy đủ các tiện ích sang trọng. Còn quý vị và các bạn thấy sao về chủ đề ngày hôm nay? Hoan nghênh bạn để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cùng mọi người nhé. Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn vì đã theo dõi chương trình Giới Thượng Lưu, nơi chắp cánh ước mơ thành công. Thành phố Zurich, Thụy Sĩ không chỉ nổi tiếng với kiến trúc đẹp, văn hóa phong phú và một môi trường sống tốt, mà còn là nơi thu hút một lượng lớn những người giàu có và tầng lớp thượng lưu từ khắp nơi trên thế giới. Trong số các thành phố hàng đầu về giàu có và mức sống cao, Zurich luôn nằm trong danh sách đầu tiên. Với sự phát triển và thu hút của mình, Zurich đã tạo ra một cộng đồng giới siêu giàu đẳng cấp và đáng kinh ngạc. Sự giàu có ở Thụy Sĩ nói chung và Zurich nói riêng không chỉ thể hiện qua những con số khổng lồ trong tài khoản ngân hàng của họ, mà còn là sự phản ánh toàn diện về cuộc sống đẳng cấp và tiện nghi mà họ được tận hưởng. Vậy cuộc sống của giới siêu giàu tại đất nước này đẳng cấp cỡ nào và có gì khác biệt hơn so với những thành phố khác? Xin mời quý vị cùng Giới Thượng Lưu tìm hiểu ngay sau đây nhé. Bắt đầu thôi! Thành phố Zurich tọa lạc tại bờ bắc của hồ Zurich và được bao quanh bởi con sông Limmat. Zurich chính thức gia nhập vào Liên bang Thụy Sĩ với tư cách là thành viên thứ 5 vào năm 1351. Với bề dày hơn 2.000 năm tuổi, Zurich được xem là một trong những thành phố cổ nhất châu Âu. Tuy thành phố Zurich chỉ có diện tích 91 km², nhưng đây lại là một trong những thành phố giàu có bậc nhất châu Âu. Trụ sở chính của hơn 120 ngân hàng trên toàn thế giới đều hội tụ tại Zurich. Do đó, thành phố này được coi là cái nôi tài chính của Thụy Sĩ. Cái tên thành phố đã nói lên sự giàu có của thành phố này, Rich theo đúng nghĩa đen. Hiện Zurich được ghi nhận nằm trong top 15 những thành phố siêu giàu hàng đầu thế giới. Họ có 105.100 triệu phú và 12 tỷ phú đô la. Với dân số khoảng 1,3 triệu người, số lượng này chiếm một tỷ lệ khá cao, 24% dân cư, tức là cứ 4 người thì sẽ có một người là tỷ phú. Tỷ lệ tỷ phú ở đây cũng thường xuyên được xếp hạng cao trong phạm vi châu Âu cho tới phạm vi toàn cầu. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF năm 2023 đã xếp Thụy Sĩ ở vị trí thứ tư toàn cầu
trong bảng xếp hạng các nền kinh tế có GDP bình quân đầu người cao nhất 98,77 nghìn đô. Trong khi đó, thành phố Zurich luôn đóng góp khoảng 20% GDP của Thụy Sĩ, trở thành trung tâm chiếm hiệu quả kinh tế và giá trị gia tăng lớn nhất ở nước này. Thu nhập dòng trung bình của người dân ở Zurich cũng vượt xa Geneva, thành phố đông dân thứ hai ở Thụy Sĩ. Chưa kể Zurich cũng là nơi định cư yêu thích của không ít giới nhà giàu nước ngoài, bởi đây là nơi có điều kiện sống ưu việt, từ môi trường văn hóa cho đến an toàn xã hội. Đặc biệt thuế ở đây rất thấp, do đó nhiều tỷ phú nước ngoài đã chuyển tới Zurich sinh sống, vô hình chung làm tăng số lượng người giàu tại đây. Nói chung, đất nước Thụy Sĩ vẫn luôn nổi tiếng thế giới về sự giàu có. Bởi vậy, Zurich trở thành thành phố có số lượng đại gia nhiều nhất châu Âu cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chất lượng cuộc sống của người dân Zurich nhiều năm xếp ở vị trí đứng đầu toàn cầu. Đây thật sự là một thành tựu không hề dễ dàng thực hiện được. Vậy tại sao người dân ở nơi này có thể giàu có tới vậy? Đầu tiên phải kể tới vị thế ổn định của Thụy Sĩ trên các bảng xếp hạng về mức độ giàu có. Hơn nữa, Zurich còn có rất nhiều trung tâm tài chính, ngân hàng, trung tâm ứng dụng và phát triển công nghệ mọc lên. Do đó, hiển nhiên người dân ở Zurich rất dễ trở nên giàu có. Với điều kiện là trung tâm tài chính quan trọng nhất thế giới với nhiều ngân hàng, công ty bảo hiểm và tổ chức tài chính quốc tế đặt trụ sở hoặc chi nhánh. Đi kèm đó, đóng vai trò là trung tâm công nghệ và khoa học hàng đầu, đã giúp cho cơ hội việc làm của người dân nơi đây vượt xa so với những địa điểm khác trên thế giới. Zurich là nơi có nhiều công ty tư vấn tài chính, quản lý tài sản và quỹ đầu tư. Những người làm trong ngành này thường có thu nhập cao do phục vụ khách hàng giàu có và quản lý tài sản lớn. Zurich không chỉ tập trung vào ngành tài chính và công nghệ, mà còn có sự đa dạng trong các ngành công nghiệp khác như y tế, dược phẩm, kỹ thuật, hàng không và du lịch. Điều này cung cấp nhiều cơ hội nghề nghiệp và kinh doanh cho người dân. Mặt khác, Zurich của Thụy Sĩ còn được ví von như thiên đường thuế. Thuế thu nhập cá nhân và thuế tài sản ở Zurich được coi là thấp so với nhiều quốc gia khác. Hệ thống thuế thu nhập cá nhân theo cấp độ và có mức thuế tối đa tương đối thấp, giúp người dân giữ lại được một phần lớn thu nhập của mình. Chính sách tài chính thuận lợi này hỗ trợ người dân tích lũy và gia tăng tài sản. Chưa kể, Thụy Sĩ nổi tiếng với môi trường chính trị ổn định và an ninh. Điều này tạo ra một môi trường kinh doanh và đầu tư dễ dàng và tin cậy, thu hút các nhà đầu tư và người giàu có từ khắp nơi. Thứ hai, có rất nhiều tỷ phú vì yêu thích thành phố này nên đã chuyển tới đây sinh sống, số lượng đại gia ở đây nghiễm nhiên ngày càng nhiều hơn. Vì sao Thụy Sĩ lại đáng sống? Câu trả lời có lẽ do nơi đây cuộc sống được đo lường bằng chất lượng chứ không phải là những con số. Có nhiều người nếu đã quen với cuộc sống tại Hoa Kỳ thì sẽ có chút bỡ ngỡ khi đến Zurich, bởi thành phố này giàu có một cách rất khác biệt. Và điều mà không ai có thể phủ nhận chính là chất lượng cuộc sống được thay đổi hoàn toàn. Thứ nhất, có được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Là một thành phố kinh tế năng động và tạo ra dòng tiền khổng lồ, người Thụy Sĩ mặc dù làm việc rất chăm chỉ, nhưng họ luôn cân bằng rất tốt giữa công việc và cuộc sống. Theo số liệu năm 2013 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, mức lương trung bình của một công nhân Thụy Sĩ rơi vào khoảng 91.574 đô một năm. Trong khi đó, một công nhân Mỹ trung bình chỉ kiếm được 55.708 đô một năm và phải làm thêm 219 giờ mỗi năm. Ở Thụy Sĩ, bạn không được phép đến muộn khi có cuộc họp, nhưng bữa ăn trưa nhất định phải được chú trọng và thật thịnh soạn. Bạn sẽ bất ngờ vì sau khi mình rời đi khoảng 1 tiếng rưỡi để ăn trưa, thì khi quay lại phòng làm việc vẫn chưa có ai cả. Bởi giờ ăn trưa thật sự là khoảng thời gian đặc biệt được chú trọng để thư giãn ở Thụy Sĩ. Thậm chí nhiều gia đình vẫn được đoàn tụ vào giờ ăn trưa của các ngày trong tuần. Thụy Sĩ cũng khuyến khích người dân nghỉ ngơi vào khoảng thời gian cuối tuần. Thậm chí vào ngày Chủ nhật bạn không thể mua sắm được thứ gì vì hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa. Bạn phải dành thời gian để ở nhà nghỉ ngơi hoặc tham gia leo núi trên dãy Alps cùng gia đình. Thứ hai, có cả thời gian lẫn tiền bạc. Ở trong những nền kinh tế khác, người ta thường bắt chúng ta phải chọn lựa giữa tiền bạc hoặc thời gian và yêu cầu tất cả phải sẵn sàng hy sinh một trong hai yếu tố này. Tuy nhiên ở Thụy Sĩ rất khác biệt. Người Thụy Sĩ làm việc theo kiểu bán thời gian nhưng rất chuyên nghiệp. Những công việc bán thời gian mà họ làm được đảm bảo đủ quyền lợi giống như một công việc toàn thời gian bình thường. Hệ thống lương hưu của Thụy Sĩ vẫn chi trả đầy đủ lương nghỉ phép. Mức lương cho công việc bán thời gian được quy định theo tỷ lệ phần trăm của mức lương toàn thời gian. Điều này bạn sẽ khó gặp ở bất kỳ nền kinh tế nào khác, bởi công việc bán thời gian thường không được coi trọng và bị trả lương thấp. Ví dụ tại Thụy Sĩ, nhiều công ty sẽ tuyển dụng và chi trả lương ở mức độ từ 25% đến 100% tùy theo khối lượng công việc. Ví dụ, khi làm việc ở mức 60%, bạn sẽ chỉ phải làm việc 3 ngày một tuần. Nếu bạn nhận làm một công việc ở mức 50%, bạn sẽ chỉ phải làm việc 5 buổi sáng hoặc 2 ngày rưỡi một tuần. Sự tự do lựa chọn số lượng công việc và mức độ công việc phù hợp với thời gian của mình thật sự là một đặc quyền vô cùng tuyệt vời.
Nó khiến cho bạn có đủ sự thoải mái để gắn bó lâu dài với công việc và có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Thông thường, các công ty ở Thụy Sĩ sẽ thông báo tuyển dụng đi kèm với tỷ lệ phần trăm mức độ mà công việc đó yêu cầu. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thương lượng mức độ công việc mà bạn mong muốn hoặc yêu cầu chuyển từ mức độ làm việc 5 ngày một tuần xuống 4 ngày một tuần chẳng hạn. Đây là một chuyện rất bình thường khi đi xin việc tại Thụy Sĩ. Thậm chí có những cặp vợ chồng đã kết hôn và sinh con đều chọn làm việc với mức 80%. Điều này có nghĩa là mỗi người sẽ dành ra một ngày một tuần để ở nhà với con của mình. Họ vừa có thời gian để đi làm, vừa có thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc cho con cái. Thứ ba, chế độ trợ cấp thất nghiệp. Bạn sẽ bất ngờ khi phát hiện ra rằng ở Thụy Sĩ, nếu chẳng may bị thất nghiệp, bạn sẽ vẫn nhận được khoản tiền trợ cấp từ 70 đến 80% tiền lương trước đó trong vòng 18 tháng. Chính phủ Thụy Sĩ cũng hỗ trợ tiền để mỗi người có những hoạt động riêng, có thể là tham gia các lớp học tiếng Đức, viết sách hay là làm gì đó trong khoảng thời gian chưa tìm được việc. Một số tiền đủ để cho mỗi người an tâm đi tìm công việc mới mà không bị gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc sống. Thứ tư, chế độ thuế khác biệt. Các loại thuế của Thụy Sĩ sẽ phù hợp hơn đối với những người lao động bình thường. Ví dụ, một công nhân có thu nhập trung bình là 91.574 đô một năm sẽ chỉ trả khoản thuế thu nhập liên bang của Thụy Sĩ với mức thuế là 5% tổng thu nhập. Thay vì đánh thuế với tỷ lệ phần trăm cao, một chế độ thuế đã đặt ra gánh nặng lên vai tầng lớp trung lưu. Có nghĩa là Thụy Sĩ sẽ đánh thuế cổ tức ở mức tối đa là 35% và cũng có mức thuế khác dành cho tài sản. Trong khi đó, hệ thống thuế của Mỹ được cho là có tính tăng trưởng. Vì vậy, bạn càng kiếm được nhiều tiền thì bạn càng phải trả nhiều thuế, thậm chí có thể lên đến mức 39,6% dành cho nhóm người có thu nhập cao nhất. Những người siêu giàu thường tìm cách để tránh phải chi trả cho những loại thuế này vì phần lớn thu nhập không đến từ tiền lương của họ. Do đó, phương pháp đánh thuế của Thụy Sĩ đã giúp người lao động bình thường tiết kiệm được nhiều hơn. Theo báo cáo tài chính của Credit Suisse năm 2013, một người trưởng thành ở Thụy Sĩ có giá trị tài sản ròng trung bình là 513.000 đô, trong khi đó tài sản của những người trưởng thành ở Mỹ chỉ bằng một nửa so với Thụy Sĩ. Thứ năm, rất nhiều kỳ nghỉ dưỡng và vẫn được trả lương bình thường. Ở Thụy Sĩ, các công ty thường cho nhân viên nghỉ phép tối thiểu 4 tuần một năm. Hơn nữa, mọi công ty đều sẽ đóng cửa trong dịp Giáng sinh, nên những nhân viên sẽ được nghỉ thêm một tuần nữa. Người châu Âu rất chú trọng đến chất lượng của các kỳ nghỉ dưỡng. Được nghỉ ngơi tốt giúp năng suất lao động được nâng cao hơn. Việc thư giãn có thể khiến bạn làm việc hiệu quả hơn rất nhiều. Thứ 6. Được chăm sóc sức khỏe tốt khi sinh con. Khi sinh con ở Thụy Sĩ, mỗi người sẽ được khuyến khích ở lại bệnh viện 5 ngày. Chi phí 3.000 đô cho việc sinh nở và nằm viện đã được bảo hiểm của Thụy Sĩ thanh toán toàn bộ, cũng như được thanh toán toàn bộ chi phí thuê một nữ hộ sinh đến nhà trong 5 ngày để kiểm tra sức khỏe của mẹ và bé. Luật pháp Thụy Sĩ cũng quy định thời gian nghỉ thai sản là 14 tuần với mức lương tối thiểu bằng 80% mức lương bình thường. Đối với một số công ty thì con số này là 100%. Ở Thụy Sĩ, sau khi sinh con, người ta vẫn được chọn mức độ công việc khi quay trở lại làm việc. Bên cạnh đó, bất kỳ ai có con nhỏ cũng nhận được tiền trợ cấp cho trẻ em hàng tháng từ chính phủ Thụy Sĩ. Chế độ an sinh xã hội của Thụy Sĩ thực sự tuyệt vời. Đó là lý do mà chất lượng cuộc sống của người dân Zurich nhiều năm xếp ở vị trí đứng đầu toàn cầu. Đây thật sự là một thành tựu không hề dễ dàng thực hiện được. Hiếm có một thành phố nào lại vừa phát triển về tài chính kinh tế mạnh mẽ, vừa tôn tạo các giá trị bền vững cho người dân của mình như Zurich. Công ty tư vấn Mercer nhiều năm liền xếp Zurich là nơi đáng sống số một thế giới khi dựa trên các tiêu chí nổi bật của Zurich như công việc tốt, nơi ở tốt, giáo dục tốt, giải trí đa dạng và độ an toàn cao. Chính quyền thành phố nơi đây chủ trương duy trì môi trường tự nhiên bên ngoài khu nội đô, nên thành phố có khu ngoại ô với cảnh quan thiên nhiên được bảo tồn và phát triển. Tuổi thọ trung bình 84 ở Zurich là khá cao. Nhờ tác động của các chính sách an sinh phúc lợi tuyệt vời nơi đây, nên người dân coi nhà ở giá rẻ, tắc đường, thất nghiệp và chất lượng không khí là những thứ ưu tiên chính cần giải quyết. Không nơi đâu mà người dân lại sống hạnh phúc và được chú trọng hàng đầu về an sinh xã hội cao đến như vậy. Nếu chỉ cần môi trường sống không hợp lý thì họ nhất quyết từ chối sống. Sống sao cho có chất lượng, sống sao cho đáng sống mới là tư duy sống của người dân Zurich. Zurich còn vô cùng tự hào với hệ thống giao thông công cộng đẳng cấp nhất thế giới và là một trong những thành phố có mạng lưới giao thông công cộng dày nhất thế giới, gồm xe điện, xe buýt, xe lửa, tàu thuyền, hiệu quả và đáng tin cậy, có tới hơn 450 triệu lượt hành khách sử dụng mỗi năm. Zurich được công nhận là một trong những thành phố xanh nhất thế giới bởi hơn 500 công viên và không gian xanh bao phủ hơn 50% tổng diện tích thành phố. Thành phố cũng có một hệ thống quản lý chất thải toàn diện nhằm giảm lượng chất thải được tạo ra và tăng tỷ lệ tái chế. Có một điều rất đặc biệt mà bất kỳ du khách nào đến nơi đây cũng lấy làm lạ. Mặc dù có nhiều đại gia tới như vậy,
nhưng đa số người dân nơi đây đều thích đi xe buýt ra ngoài hơn là tự lái xe đi. Tâm lý của đa số tỷ phú ở đây là khi mua xe không hề giống với số đông các tỷ phú quốc gia khác. Tất nhiên, các đại gia, người mua xe chủ yếu vì yêu thích và mang tính sở hữu, nhưng đại gia ở đây đây, khi cần di chuyển cho công việc thì đa số họ lại dùng xe buýt. Nguyên nhân là bởi vì hệ thống xe buýt ở thành phố này rất phát triển. Ở Zurich, tất cả các xe cá nhân đều phải nhường cho xe buýt đi trước. Hơn nữa, trong quá trình xe buýt di chuyển, tín hiệu đèn giao thông sẽ tự động điều chỉnh sao cho phải chắc chắn rằng xe buýt sẽ không gặp đèn đỏ. Vậy nên ở Zurich, đa số xe buýt đều đến và đi vô cùng đúng giờ. Còn một nguyên nhân khác khiến người dân Zurich thích đi xe buýt đi làm hơn, đó là ngồi trên xe buýt bạn sẽ có thời gian đọc sách, làm những điều mình thích, còn nếu như tự mình lái xe thì sẽ rất mất thời gian học lái và thi lấy bằng. Giới siêu giàu của Zurich ở đâu? Tuy giới siêu giàu Zurich không phô trương, không thể hiện nhưng lại có phong cách sống vô cùng đẳng cấp và tinh tế. Khác với bất động sản cho giới tài phiệt ở Beverly Hills, Mỹ hay giới quý tộc London hội tụ những chuẩn mực quốc tế, bất động sản cho giới siêu giàu Paris mang tính nghệ thuật tinh tế tới từng đường nét sắc màu, thì bất động sản Zurich sẽ là không gian sống hài hòa với thiên nhiên rộng lớn, cùng hệ thống tiện ích mang tới những trải nghiệm sống khác biệt và chăm sóc sức khỏe toàn diện nhất. Người Zurich nổi tiếng với phong cách sống chậm để tận hưởng cuộc sống và trân trọng từng khoảnh khắc trải nghiệm trong cuộc đời. Đây cũng là điều mà ngày càng nhiều giới siêu giàu tìm kiếm để cân bằng lại nhịp sống bận rộn chốn thị thành. Chính vì vậy, không giống một quốc gia nào, nơi đây các căn biệt thự sẽ cho chúng ta thấy điều khác biệt hoàn toàn. Có lẽ không một ai ở Zurich chán ở nhà, nhất là khi bạn có cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, nhìn ra hồ nước xanh mát hùng vĩ. Điều này không quá xa lạ với giới siêu giàu Zurich, vì dường như vị đại gia nào cũng thích lối sống gần gũi hòa mình thiên nhiên như thế. Nhưng điều thú vị nhất chính là các căn biệt thự gần như đều thể hiện cho tương lai công nghệ vì toàn bộ chúng có đầy đủ các thiết bị thông minh hiện đại được kết nối toàn diện với nhau qua thiết bị trung tâm. Các thiết bị thông minh giúp phục vụ nhanh chóng cho chủ nhân của ngôi nhà. Trường hợp bạn cần hạ nhiệt sau khi tập luyện chăm chỉ tại phòng gym tập tại nhà, bạn chỉ cần đi bộ một vài bước và bước ngay vào phòng tắm hơi hoặc spa. Bạn có thích một đêm xem phim nhưng không muốn đi ra ngoài, đó không phải là vấn đề cho giới siêu giàu của Zurich. Hầu như mọi biệt thự sang trọng ở Zurich đều trang bị hệ thống giải trí cao cấp cho gia đình. Zurichburg. Khu vực Zurichburg nằm ở phía đông bắc trung tâm thành phố Zurich. Đây là một khu vực sang trọng và được biết đến với những ngôi nhà đẹp, biệt thự sang trọng và tầm nhìn tuyệt đẹp ra thành phố và hồ Zurich. Khu vực này yên tĩnh và được bao quanh bởi thiên nhiên xanh, mang đến một không gian sống riêng tư và thư thái tuyệt vời. Mặc dù Zurichburg có một môi trường yên tĩnh, nhưng nó vẫn gần với trung tâm thành phố Zurich và các tiện ích cần thiết. Cư dân có thể dễ dàng tiếp cận đến các nhà hàng, cửa hàng, trung tâm mua sắm và các dịch vụ cao cấp tại thành phố. Zurichburg có nhiều ngôi nhà đẹp, biệt thự và căn hộ cao cấp. Kiến trúc của khu vực này thường mang đậm phong cách châu Âu cổ điển và đặc trưng của Zurich. Các chi tiết tinh tế, cửa sổ lớn, cột và hình họa trang trí là những đặc điểm thường thấy trong kiến trúc này. Và để sở hữu một căn biệt thự ở khu vực đắt đỏ này, cái giá phải chi trả có thể lên đến 5 đến 10 triệu CHF, tương đương 130 đến 260 tỷ đồng. Gold Coast. Gold Coast nằm dọc theo bờ hồ Zurich, phía tây nam của thành phố. Đây là khu vực có những căn hộ cao cấp, biệt thự và những ngôi nhà sang trọng. Các tài sản ở Gold Coast thường có tầm nhìn tuyệt đẹp ra hồ Zurich và nằm trong khu vực yên tĩnh và an ninh. Khu vực Gold Coast có nhiều loại ngôi nhà và kiến trúc đa dạng, có các căn hộ cao cấp, biệt thự sang trọng và các căn nhà truyền thống. Kiến trúc của khu vực này thường pha trộn giữa phong cách cổ điển và hiện đại, mang đến sự đa dạng và cá nhân hóa cho ngôi nhà. Khu vực này có các nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng thời trang, cửa hàng nội thất, cùng với các dịch vụ vui chơi giải trí và thể thao sang trọng. Cư dân Gold Coast có thể tận hưởng cuộc sống xa hoa và tiện nghi ngay trong khu vực. Seafeld. Seafeld nằm ở phía tây, trung tâm thành phố Zurich, gần hồ Zurich. Khu vực này có các khu phố cổ điển, những ngôi nhà kiểu cổ điển và một phong cách sống xa hoa. Seafeld cũng có nhiều nhà hàng, cửa hàng và dịch vụ cao cấp, tạo ra một môi trường thuận tiện và sang trọng cho người giàu có. Seafeld có một mạng lưới giao thông thuận tiện, cho phép cư dân dễ dàng di chuyển đến trung tâm thành phố Zurich và các khu vực lân cận. Khu vực này có nhiều tuyến xe buýt và hệ thống xe điện phục vụ khu vực, cùng với các tuyến đường chính và cầu nối. Mua sắm ở những trung tâm thương mại đẳng cấp. Bahnhofstrasse. Nếu là tín đồ mua sắm, bạn sẽ không thể bỏ qua cung đường Bahnhofstrasse. Không đâu khác, đây chính là con đường lớn và sầm uất nhất, tập trung các hãng thời trang lừng danh, các ngân hàng nổi tiếng hay các quán cà phê ngon tuyệt ở cuối con đường.
Bất kỳ ngày hay đêm, đường Bahnhofstrasse đều tấp nập du khách. Đến đây bạn sẽ tìm thấy tất cả các loại cửa hàng cao cấp như Rolex, Gucci, Armani hay Prada. Con phố dài gần 1,4 km và là cửa hàng bán lẻ đắt thứ 3 trên thế giới. Nó còn được mệnh danh là thánh địa đồng hồ và đồ trang sức với các mẫu đồng hồ trị giá ít nhất 50.000 đô. Steel City Mall. Đây là một trong những nơi thực sự trải nghiệm khác biệt để mua sắm. Steel City Mall vô cùng sang chảnh, nằm ngay tại trái tim của Zurich. Nó có diện tích hơn 100.000 m2 với tất cả các loại cơ sở bao gồm rạp chiếu phim, quán bar và khách sạn Four Points. Chúng ta chỉ điểm danh một số nhà hàng cửa hàng sang trọng xa hoa ở thành phố Zurich. Thực sự thì Zurich có tới 18 rạp chiếu phim, 14 nhà hàng cao cấp, 75 cửa hàng sang trọng và nhiều cơ sở giải trí khác. Thưởng thức ẩm thực cao cấp. Ngoài đồng hồ, Thụy Sĩ còn nổi tiếng khắp thế giới là xứ sở của chocolate. Tại Zurich, bạn sẽ bắt gặp vô số cửa hàng chocolate ở khắp mọi tuyến phố. Đặc biệt, có những cửa hàng chocolate truyền thống hàng trăm năm tuổi, với bí kíp riêng họ đã tạo ra những thành chocolate hảo hạng. Một món ăn rất thú vị khác của Zurich, đó chính là món lẩu phô mai fondue tan chảy nóng hổi. Với món lẩu này, các loại phô mai được đun chảy trong chiếc nồi nhỏ và đồ nhúng kèm là bánh mì, thịt nguội, xúc xích, khoai tây, nấm. Tất cả giới siêu giàu Zurich là những người ưa chuộng cách nấu ăn truyền thống, nên các nhà hàng vẫn thường có sự kết hợp tinh hoa truyền thống vào các món ăn. Và tất nhiên, những nhà hàng đẳng cấp được gắn sao Michelin là lựa chọn hàng đầu của họ. Nhà hàng Kronin. Đứng đầu danh sách khi nói đến nhà hàng đẳng cấp được ưa chuộng tại Zurich chính là Kronin. Các nhà hàng phục vụ đặc sản ngon của Thụy Sĩ kết hợp các món ăn tinh hoa khắp năm châu, nổi bật như món Beef Wellington và Ribeye Steak. Nhà hàng Rico. Nhà hàng Rico có lẽ là một thương hiệu phải nhắc đến khi nói đến những trải nghiệm ẩm thực cao cấp tại Zurich. Đó là một nhà hàng từng đoạt giải thưởng với 2 sao Michelin và 18 món ăn trong thực đơn. Cũng theo thị hiếu của các đại gia, Rico cũng có sự kết hợp đương đại và truyền thống. Một số những món ăn sang trọng nổi tiếng của nhà hàng này như Laguna và Langoustines, chanh thịt bò phi lê với củ hẹ và nấm cục đen, cùng với một ít rượu vàng Pháp. Chi phí hẹn hò ở Zurich tốn kém hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Theo một báo cáo đặc biệt Mapping the World's Prices 2017, bản đồ giá cả thế giới năm 2017 của ngân hàng Deutsche Bank, trong ít nhất 2 năm liên tiếp, Zurich giữ vị trí thành phố đắt đỏ nhất cho một cuộc hẹn hò, bao gồm giá cước taxi, ăn tối cho hai người tại một quán rượu, nước giải khát, hai vé xem phim và một vài cốc bia. Tại thành phố là trung tâm ngân hàng của Thụy Sĩ, sau một buổi tối hẹn hò bạn sẽ phải chào tạm biệt với 159,9 đô, hơn 4,4 triệu Việt Nam đồng, tương ứng với 147% một cuộc hẹn hò ở New York, xếp ở vị trí thứ 7. Với giá cả đắt đỏ như vậy, có lẽ các cư dân của Zurich nên chọn đối tượng hẹn hò một cách kỹ lưỡng và cưới sớm, hoặc chọn một thành phố khác để hẹn hò vì như vậy sẽ rẻ hơn rất nhiều. Dịch vụ khám chữa bệnh ưu việt cho giới giàu. Bệnh viện Paracelsus Recovery Zurich cung cấp các phương pháp điều trị cho giới siêu giàu không chỉ ở Zurich mà khắp nơi trên thế giới. Với chi phí từ 95.000 đến 120.000 franc Thụy Sĩ, tương đương với 2,4 đến 3 tỷ Việt Nam đồng một tuần cho thời gian lưu trú thông thường từ 6 đến 8 tuần. Khách hàng ở Paracelsus thường là thành viên hoàng tộc Trung Đông, các tỷ phú tự thân, diễn viên hoặc ngôi sao nổi tiếng, hay đôi lúc con cái của họ cũng được gửi tới đây. Tại Paracelsus, các khách hàng không bao giờ phải tương tác với bất cứ bệnh nhân nào khác, không điều trị nhóm, không có khu sinh hoạt cộng đồng, điều khác biệt với mọi loại hình thức điều trị khác. Mỗi khách hàng có một bác sĩ trị liệu luôn đồng hành toàn thời gian họ tại ở Paracelsus. Người này sẽ cùng dùng bữa trò chuyện với các bệnh nhân mỗi khi họ muốn. Mỗi bệnh nhân được bố trí một bác sĩ trị liệu với độ tuổi và giới tính thích hợp. Bên cạnh đó, khách hàng đặc biệt ở đây sẽ được ở những căn biệt thự riêng biệt, có tài xế, quản gia, đầu bếp, bác sĩ trị liệu riêng. Mỗi ngày họ sẽ tham gia các buổi điều trị một một với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực như bác sĩ tâm lý, giáo viên yoga, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên viên trị liệu chấn thương. Tại Paracelsus, mọi đồ vật tiện nghi đều ở đẳng cấp xa xỉ cao nhất ngay cả theo tiêu chuẩn của giới thượng lưu. Đường đi, mái nhà, cửa kính, các vật dụng đều lấp lánh và sạch sẽ ở mức độ không thể đạt được nếu chỉ dọn dẹp thông thường. Người sáng lập bệnh viện cho biết, giới siêu giàu có những trải nghiệm phức tạp về sự giàu có, chẳng hạn như các vấn đề về sự giàu có đột ngột hoặc gánh nặng phải sở hữu một khối tài sản kếch xù. Những lo lắng, trầm cảm, nghiện ngập và rối loạn ăn uống hầu như không phải là duy nhất đối với tầng lớp này. Họ còn sử dụng rượu và chất kích thích. Do đó, những trị liệu tâm lý thông thường là không hiệu quả. Vì vậy, trung tâm muốn các bệnh nhân sống trong những không gian yên tĩnh, riêng biệt và an toàn, phù hợp cho quá trình điều trị phục hồi của họ. Chương trình điều trị không kết thúc khi khách hàng rời cơ sở chăm sóc ở Thụy Sĩ.
Các bệnh nhân thường trả tiền khoảng 2.300 đô một ngày để các bác sĩ trị liệu di chuyển cùng họ tới bất cứ đâu được yêu cầu. Khoản chi phí này mang lại thu nhập ổn định lâu dài cho các trung tâm như Paracelsus. Quý vị có thể thấy không chỉ khối tài sản của giới siêu giàu tại đây là niềm mơ ước của nhiều người, mà chính cả môi trường sống và chất lượng cuộc sống nơi đây cũng khiến cả thế giới phải khao khát. Vậy bạn nghĩ sao về thành phố Zurich, nơi đáng sống bậc nhất thế giới này? Hoan nghênh bạn để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nhé! Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn vì đã theo dõi chương trình Giới Thượng Lưu, nơi chắp cánh ước mơ thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Thụy Điển, một miền đất cổ tích, nơi song hành cả sự trù phú, thịnh vượng và hạnh phúc đủ đầy. Quốc gia Bắc Âu tuyệt đẹp này có những cảnh quan đi vào lòng người một cách mê hoặc. Không chỉ vậy, Thụy Điển được biết đến như là một trong những quốc gia giàu có phát triển của châu Âu và có khoảng 31 tỷ phú thế giới. Đây cũng chính là quê hương của giải Nobel đình đám. Cho tới ngày nay, Thụy Điển thường được nhắc đến như một quốc gia hào phóng nhất trên thế giới. Bạn có biết đây còn là quốc gia sở hữu một trong những cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, khi mà công dân nước này được phép đến 188 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới mà không cần visa hoặc chỉ cần xin visa cửa khẩu, hay cái tên đặc biệt nổi tiếng IKEA, tập đoàn nội thất lớn nhất thế giới với phương châm tối giản, tinh tế và thân thiện môi trường, cũng có xuất xứ từ Thụy Điển. Được coi là đất nước có chế độ phúc lợi xã hội tốt hàng đầu thế giới, xã hội Thụy Điển và con người nơi đây nổi tiếng với sự văn minh, dân trí cao. Ngoài ra họ còn nổi tiếng thế giới với luật bất thành văn mang tên quy tắc Gentlegen, có thể hiểu là quy tắc không khoe của. Đúng vậy, dù cho thành công và giàu có là điều khiến nhiều người tự hào, nhưng đối với người Thụy Điển, đó là một chủ đề vô cùng nhạy cảm và khá kiêng kỵ khi nhắc đến với những người xa lạ. Không phải ngẫu nhiên mà Thụy Điển được nằm trong danh sách bầu chọn là nơi hạnh phúc nhất hành tinh. Còn rất nhiều điều thú vị khác đang chờ quý vị khám phá trong video ngày hôm nay của Giới Thượng Lưu. Bắt đầu ngay sau đây nha! Nằm ở phía bắc châu Âu, trên bán đảo Scandinavia, Thụy Điển là một đất nước tuyệt đẹp được tạo thành từ hàng nghìn hòn đảo, những hồ nước, những khu rừng rậm và những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Với diện tích khoảng 450.000 km2, dân số của Thụy Điển thì chỉ vỏn vẹn hơn 10 triệu người, trong đó có khoảng 20% là người nhập cư. Đây là quốc gia lớn thứ 5 ở châu Âu về diện tích, dù vậy lại là một trong những nước có dân số trên mỗi km2 thấp nhất lục địa, với khoảng 21 người trên 1 km2. Dân số ít lại tập trung chủ yếu ở thành thị, nên nhiều vùng đất của Thụy Điển hầu như không có người ở. Viên ngọc Scandinavia được trời phú cho những cảnh quan tuyệt sắc cùng một lịch sử lâu đời. Từ thủ đô Stockholm hay thành phố thời thượng Gothenburg đều có rất nhiều thứ hấp dẫn đáng để chúng ta khám phá và trải nghiệm. Stockholm là thủ đô và cũng là điểm đến du lịch nổi bật của Thụy Điển, là sự kết hợp tuyệt đẹp giữa kiến trúc thời trung cổ hầu như còn nguyên vẹn và những thiết kế hiện đại thanh lịch. Được xây dựng trên 14 hòn đảo, liên kết với nhau bằng cầu và phà, nên điều dễ bắt gặp nhất tại đây là những mạch nước êm đềm chảy quanh thành phố. Ngoài ra, Thụy Điển còn là một trong những quốc gia tiến bộ nhất trên thế giới, với hơn một nửa năng lượng điện của quốc gia đến từ các nguồn tái tạo. Người Thụy Điển rất giỏi trong các vấn đề tái chế rác thải. Họ tái chế hầu hết rác thải từ quốc gia mình và nhập khẩu rác từ các nước láng giềng như Na Uy. Điều này đồng nghĩa với việc họ đã kiếm được rất nhiều tiền từ công việc tái chế. Đây là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới thông qua luật bảo vệ môi trường. Quốc gia Bắc Âu này rất coi trọng vấn đề ô nhiễm môi trường và các thành phố đều rất sạch sẽ. Ở mọi nơi, du khách đều có thể hít thở không khí trong lành. Thủ đô Stockholm là thành phố đầu tiên được phong danh hiệu thủ đô xanh của châu Âu vào năm 2010. Thành phố cũng đặt mục tiêu không sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2050. Mặc dù Thụy Điển là một đất nước đa sắc tộc, tuy nhiên tình trạng phân biệt chủng tộc không phổ biến tại đây. Các chính sách và luật pháp của nước này đã đảm bảo cho tất cả các dân tộc có thể sống chung một cách hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau. Điều này cũng phản ánh sự đa dạng và bản sắc văn hóa của Thụy Điển, tạo nên một môi trường sống văn minh và đa dạng. Một điểm thú vị mà không phải ai cũng biết, Thụy Điển là một trong những nước sản xuất nhiều nhóm nhạc và ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Thụy Điển cũng là nơi có nhiều studio thu âm và nhà sản xuất âm nhạc được coi là chất lượng nhất thế giới. Thụy Điển có một nền kinh tế vững mạnh. Nếu như người dân Bhutan nổi tiếng không cần nhiều tiền vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc, thì người dân Thụy Điển vẫn luôn hạnh phúc ngay cả khi họ có nhiều tiền. Nền kinh tế của Thụy Điển là một trong những nền kinh tế phát triển nhất thế giới, với một tỷ lệ thất nghiệp thấp và một mức độ phân bổ thu nhập rất công bằng. Đặc biệt, đây là mô hình kinh tế phát triển giàu mạnh theo hướng bền vững lại rất đỗi đa dạng. Không chỉ có các ngành công nghiệp chính như sản xuất, xây dựng, nông nghiệp,
Thụy Điển còn có nhiều lĩnh vực kinh tế đang phát triển như năng lượng tái tạo, khoa học công nghệ, dịch vụ và sản xuất chất lượng cao. Được biết đến với mức độ thịnh vượng và GDP cao, mức GDP đạt 635,7 tỷ đô. Trong khi đó, GDP bình quân đầu người là hơn 61.000 đô vào đầu năm 2021. Một con số rất lớn so với dân số ít ỏi của quốc gia này. Điều đó chứng tỏ người Thụy Điển làm việc vô cùng hiệu quả và cực kỳ năng suất. Một trong những ngành kinh tế đóng góp lớn nhất cho GDP của Thụy Điển là ngành công nghiệp sản xuất, đặc biệt là sản xuất máy móc và thiết bị điện tử. Các tập đoàn nổi tiếng như Ericsson, Volvo, IKEA, H&M, ABB đều có trụ sở tại Thụy Điển. Ngoài ra, nước này còn là một trong những nước hàng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu thiết bị viễn thông. Trong lĩnh vực năng lượng, Thụy Điển là một trong những quốc gia tiên phong về sử dụng nguồn năng lượng tái tạo. Hiện nay, Thụy Điển đã đạt được một số kỷ lục đáng kể về sản xuất điện bằng năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Năm 2019, họ đã sản xuất được gần 15% tổng sản lượng điện từ năng lượng gió và hầu hết các nhà máy điện mặt trời ở Thụy Điển đã được đầu tư trong những năm gần đây. Ngoài ra, Thụy Điển cũng có một nền kinh tế thị trường mạnh mẽ và một môi trường kinh doanh thuận lợi. Chính phủ Thụy Điển thường xuyên áp dụng các chính sách thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài, bao gồm cả việc cắt giảm thuế và đầu tư vào hạ tầng kinh tế. Hơn nữa, các doanh nghiệp ở Thụy Điển được khuyến khích phát triển các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo, đem lại giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Một yếu tố quan trọng khác giúp nền kinh tế Thụy Điển phát triển như vậy là nhờ các chính sách xã hội tiên tiến, đặc biệt là hệ thống chăm sóc sức khỏe và giáo dục của nước này. Điều này giúp cải thiện sức khỏe và trình độ học vấn của người dân, đồng thời cũng giúp nâng cao năng lực lao động và tăng cường sự cạnh tranh của đất nước này. Chế độ phúc lợi xã hội hàng đầu thế giới. Một nền y tế vì dân. Đúng vậy, đây chính xác là cách mô tả về nền kinh tế của Thụy Điển. Họ đặc biệt chú trọng đến chế độ đãi ngộ và nâng cao chất lượng y tế để người dân vẫn hạnh phúc khi bệnh tật. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Thụy Điển được đánh giá là rất tốt và tiên tiến, được xếp hạng hàng đầu thế giới. Tất cả công dân Thụy Điển đều được bảo hiểm y tế miễn phí, bao gồm cả việc khám chữa bệnh, thuốc và các dịch vụ y tế khác. Người cao tuổi ở Thụy Điển có đặc quyền được chăm sóc sức khỏe tại nhà riêng của họ. Là một trong những quốc gia có nhiều người cao tuổi nhất châu Âu, người dân Thụy Điển ngày càng sống thọ hơn do các số ca tử vong vì đột quỵ giảm mạnh. Với khoảng 1/5 dân số từ 65 tuổi trở lên, tuổi thọ trung bình với nam giới là 81 và với nữ giới là 84 tuổi. Ngoài ra, Thụy Điển cũng là đất nước luôn tiên phong trong việc áp dụng công nghệ vào đổi mới nền y tế. Một điểm đặc biệt của chế độ phúc lợi y tế của Thụy Điển là chính sách tiên tiến về phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe tâm thần. Thụy Điển đang là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về chăm sóc sức khỏe tâm thần với chính sách hỗ trợ toàn diện cho các bệnh nhân bị bệnh tâm thần và các chương trình giảm thiểu căng thẳng và trầm cảm cho những người cần thiết như học sinh và phụ nữ mang thai. Nhờ vào các chính sách phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe tâm thần tiên tiến, Thụy Điển đã đạt được kết quả rất tốt trong việc giảm tỷ lệ tự tử và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác trong cộng đồng. Nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới. Hệ thống giáo dục ở Thụy Điển được coi là một trong những hệ thống giáo dục kiểu mẫu của thế giới và được đánh giá cao về chất lượng. Vừa cung cấp chất lượng giáo dục tốt lại đi kèm với miễn phí, tất cả các trẻ em ở Thụy Điển đều được hưởng quyền được học tập từ mẫu giáo cho đến đại học mà không mất một đồng nào. Điểm khác biệt khiến giáo dục của Thụy Điển nằm trong top đầu thế giới là bởi môi trường học tập rất tự do và rộng mở, không có chuyện ép buộc hay nhồi nhét kiến thức. Ngược lại, họ chú trọng khơi dậy tính tự giác chấp hành những tiêu chuẩn hành xử dân chủ được chính học sinh tham gia thiết lập vì lợi ích chung và công bình của mọi người trong cộng đồng. Điều này là nhờ cách giáo dục tinh thần tự chủ cho học sinh ngay từ khi các em còn học mẫu giáo. Bắt đầu từ lớp 4 tuổi và mỗi sáng thứ hai, các em ngồi thành vòng tròn với giáo viên và từng em sẽ nói lên những dự định mình sẽ làm trong tuần. Giáo viên sẽ là người giúp các em điều chỉnh kế hoạch và hàng ngày hỗ trợ làm cho công việc của các em trở nên dễ thực hiện. Đến ngày thứ 6, mỗi em sẽ lại nói lên những việc mình đã làm được trong tuần và tự đánh giá mức độ hoàn thành. Nếu tốt thì mỉm cười, còn chưa tốt thì nhăn mặt. Khi đó, giáo viên sẽ bàn luận sự tiến bộ của các em. Người Thụy Điển cho rằng đó là cách bắt đầu để rèn luyện. Để khi lên 6 tuổi, các em đã biết quan tâm tới nhau, bàn thảo với nhau để học hỏi lẫn nhau, chứ không tranh giành hoặc đánh lộn nhau. Cho nên, càng đến các cấp học cao hơn, thì tinh thần tự chủ của học sinh Thụy Điển càng được nâng cao và thuần thục hơn. Trong trường trung học cơ sở, không có chuông reo báo hiệu giờ học, học sinh tự động vào lớp học, vào làm việc nhóm, đôi khi cũng làm việc cá thể. Thầy giáo hiếm khi bắt đầu buổi học bằng cách đứng trước lớp nói với học sinh, mà thường ngồi trong một nhóm nào đó với học sinh để bắt đầu một đồ án. Để đảm bảo sự công bằng trong giáo dục, Thụy Điển cũng đầu tư vào các trường học ở các khu vực nghèo, giúp cho các học sinh có điều kiện học tập tốt hơn. Thụy Điển cũng là một trong những nước có tỷ lệ tham gia đại học cao nhất thế giới, với khoảng 40% dân số có bằng cử nhân hoặc cao hơn. Chính phủ cũng đầu tư vào các chương trình học bổng,
giúp cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp cận với giáo dục đại học. Ngoài ra, chính phủ Thụy Điển cũng cung cấp học bổng cho các sinh viên đại học và hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên trong suốt thời gian học tập. Điều này giúp các sinh viên có thể tập trung vào việc học tập mà không phải lo lắng về chi phí sinh hoạt. Nhờ chất lượng giáo dục tiên tiến nên không lấy làm lạ khi số liệu công bố của Tổ chức Nghiên cứu Đa quốc gia Statista đã cho thấy Thụy Điển là nơi có số bằng sáng chế được cấp trên đầu người nhiều nhất châu Âu. Cứ 1 triệu người thì có 350 bằng sáng chế. Chứng minh nền giáo dục tự chủ đã giúp phát huy tối đa sự sáng tạo và sự thành tựu cho các thế hệ về sau. Những chính sách hỗ trợ nhân đạo. Sự hạnh phúc của người dân Thụy Điển không chỉ đến từ việc được sinh trưởng trong một nền kinh tế phát triển bền vững, chăm sóc y tế đặc biệt và nền giáo dục tiên tiến, mà dù cho khi rơi vào cảnh hoạn nạn, họ cũng sẽ không bị bỏ rơi lại phía sau. Thụy Điển đặc biệt chú trọng tới những chính sách hỗ trợ nhân đạo cho các trường hợp khó khăn trong xã hội. Cụ thể, hệ thống này bao gồm các chương trình bảo hiểm y tế, trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ nuôi con và hỗ trợ cho người già. Thụy Điển có một hệ thống bảo hiểm thất nghiệp đáng mơ ước. Họ không gọi đây là khoản trợ cấp thất nghiệp để tránh làm tổn thương những người lao động mới mất việc, mà Thụy Điển định danh đây là hệ thống chuyển tiếp đặc biệt, có tên gọi là Trygghetsrådet. Bị sa thải chưa bao giờ đem lại cảm giác dễ chịu, song với mức trợ cấp đầy đủ bằng 80% lương trung bình của người lao động trong khoảng 200 ngày đầu tiên sau khi mất việc và khoảng 70% kể từ 100 ngày tiếp theo, có thể được kéo dài tới 1 năm sau đó, có thể khiến người lao động tại Thụy Điển không còn phải quá lo lắng. Hệ thống này được xây dựng chủ yếu để giúp người lao động không bị xáo trộn quá nhiều về tinh thần, tránh khỏi tình trạng stress, tiêu cực và khó khăn tài chính trong thời gian tìm kiếm việc làm mới, vừa giúp họ tập trung vào việc tìm kiếm một công việc phù hợp mà không bị áp lực tài chính. Đặc biệt, đất nước này được nhiều người ngưỡng mộ bởi thời gian nghỉ phép thai sản được trả lương dài nhất thế giới. Cha mẹ ở Thụy Điển được dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc trẻ sơ sinh so với bất kỳ quốc gia nào khác. Trong khi những quốc gia khác có thể cho nghỉ thai sản lâu hơn, nhưng không một đất nước nào rộng lượng hơn Thụy Điển trong các chế độ hỗ trợ dành cho cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ có trợ cấp nghỉ phép thai sản lên tới 480 ngày và 390 ngày trong số đó được hưởng 80% lương. 90 ngày còn lại được thanh toán theo tỷ lệ cố định. Tiền phụ cấp có thể được chia 50-50 giữa cả cha lẫn mẹ. Sự hỗ trợ dành cho cha mẹ Thụy Điển không dừng lại ở giai đoạn sơ sinh. Cha mẹ có thể nghỉ đến 120 ngày mỗi năm để chăm sóc cho một đứa trẻ bị bệnh cho tới 12 tuổi. Ngoài ra, cha mẹ còn được trả một khoản bằng 80% tiền lương của họ để chăm sóc khi con ốm. Số tiền này được cung cấp trực tiếp cho phụ huynh thông qua chương trình hỗ trợ của chính phủ. Phụ huynh thậm chí có thể nộp đơn xin nghỉ tối đa 60 ngày nếu con của họ khỏe mạnh, nhưng người chăm sóc thường xuyên, chẳng hạn như người giữ trẻ hoặc ông bà, không khỏe và không thể trông nom đứa trẻ. Thời gian nghỉ để đưa trẻ đến khám bác sĩ và nha sĩ cũng được bao gồm trong chính sách hỗ trợ này. Năm 1979, quốc gia này đã ban hành luật cấm bạo hành con cái và trở thành đất nước đầu tiên trên thế giới đưa ra luật chống bạo hành trẻ em. Sau đó, hơn 30 quốc gia khác cũng ban hành luật này. Quý vị và các bạn có thể thấy, với những chế độ hỗ trợ tuyệt vời như thế này, nó đảm bảo cho cuộc sống của người dân Thụy Điển từ trẻ sơ sinh cho đến các bậc phụ huynh cũng luôn cảm thấy thật hạnh phúc và an tâm. Điều mà Thụy Điển chú trọng hơn cả, đó là quan tâm tới tất cả mọi đối tượng công dân và không để ai bị bỏ rơi trong gia đình, xã hội, quốc gia của mình. Một đất nước sắp tuyệt chủng, nhà tù. Một biểu hiện cho người ta thấy đâu là một quốc gia hạnh phúc chính là nhìn vào số lượng tù nhân của quốc gia đó. Vì sao? Bởi lẽ khi mà đạo đức được một quốc gia tôn vinh thì pháp luật sẽ không cần phải can thiệp quá nhiều. Ngay cả khi phải dùng đến pháp luật thì cũng là một cách giáo dục nhân đạo để giúp người ta tỉnh ngộ. Và Thụy Điển chính là ngoại lệ đặc biệt đó. Trái ngược với các nền kinh tế phát triển khác khi mà số lượng tù nhân ngày càng tăng thêm tỷ lệ thuận với sự phát triển thì tại Thụy Điển, các nhà ngục bị rơi vào tình trạng ế hàng và sắp tuyệt chủng. Số người phạm tội ở Thụy Điển đang ở mức thấp nhất trong khu vực và trên thế giới. Thành công này nằm ở chính sách phục hồi nhân phẩm cho các tù nhân thay vì trừng phạt họ. Khi ở trong tù, các quản giáo thường chú trọng việc trao đổi, chia sẻ và khuyến khích các tù nhân đọc sách, làm việc nhà. Bởi lẽ họ tin tưởng sâu sắc rằng việc đối xử tốt với tù nhân là cách giải thích cho tỷ lệ tội phạm giảm ở Thụy Điển. Thụy Điển không chỉ dành chế độ đãi ngộ tốt cho những công dân bình thường, mà các tù nhân cũng được hưởng những đãi ngộ đặc biệt. Bạn có lẽ không còn xa lạ với những câu chuyện về các phòng giam đầy đủ tiện nghi như khách sạn ở Thụy Điển. Ở quốc gia này, tù nhân được đối xử bình đẳng và nhân đạo, trái ngược lại với tư tưởng cần răn đe nghiêm khắc để trị tội. Việc đối xử nhân đạo của chính phủ Thụy Điển đã khiến số người phạm tội ở Thụy Điển không gia tăng, mà ngược lại, hàng loạt nhà tù bị đóng cửa vì thiếu phạm nhân. Trong đó, nhà tù Sollentuna, một trong những nhà giam nổi tiếng ở Thụy Điển, từng được ví là còn tiện nghi hơn cả khách sạn 5 sao, có những phòng giam rộng với nhà tắm riêng.
Sau khi tù nhân hoàn thành nghĩa vụ chung, họ có thể nấu ăn trong phòng, xem truyền hình hoặc làm việc cá nhân. Tuy nhiên, hệ thống máy quay giám sát có thể theo dõi từng cm vuông trong mỗi buồng giam. Nils Robert, một quan chức phụ trách hệ thống nhà tù ở Thụy Điển cho biết, chúng tôi không phải là những kẻ trừng phạt. Với các phạm nhân, hình phạt của họ là ngồi tù. Họ bị tước đoạt đi sự tự do. Đó là lý do họ phải ngồi trong các nhà giam của chúng tôi. Đi đầu trong các chính sách gìn giữ thiên nhiên. Thước đo hạnh phúc của một công dân không chỉ đến từ cuộc sống vật chất sung túc, chế độ phúc lợi xã hội tiên tiến, mà còn cần đảm bảo cả về mặt tinh thần. Mà môi trường lại có tác động đặc biệt quan trọng lên đời sống tinh thần của con người. Bởi không có mấy ai cảm thấy hạnh phúc trong một môi trường ô nhiễm, phải không nào? Thụy Điển là một trong những quốc gia có môi trường sống trong sạch và xanh nhất thế giới. Chính phủ Thụy Điển đã đưa ra nhiều chính sách để bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên của nước này. Ngay từ năm 1910, Thụy Điển đã là quốc gia đầu tiên của châu Âu thành lập các vùng bảo vệ thiên nhiên. Có tới gần 2/3 diện tích Thụy Điển được bao phủ bởi rừng. Do vậy, Thụy Điển cũng có chính sách bảo vệ rừng và đất đai. Họ giữ gìn và bảo tồn hơn 29% diện tích đất nước dưới hình thức các khu bảo tồn thiên nhiên và công viên quốc gia. Áp dụng các biện pháp chống lại sự khai thác rừng trái phép, đảm bảo rằng nguồn tài nguyên rừng được sử dụng một cách bền vững. Cũng như các khu rừng được gìn giữ hầu như nguyên vẹn, nên các loài động vật quý hiếm vẫn còn tồn tại rất nhiều ở nước này. Người Thụy Điển rất yêu hoa lan, cũng như ý thức bảo vệ thiên nhiên rất cao, nên các loài lan trong tự nhiên luôn phát triển rất tốt. Đến Thụy Điển, du khách rất ngạc nhiên trước những đàn ngỗng trắng đẹp tuyệt vời, thản nhiên bơi lội trong dòng nước chảy dọc theo đường đi. Không ai xua đuổi bắt chúng cả. Bồ câu cũng rất nhiều, rất thân thiện với con người. Cảnh những con bồ câu đậu vào vai du khách không có gì là lạ. Một trong những chính sách quan trọng nhất của Thụy Điển là phát triển năng lượng tái tạo. Họ đã đặt mục tiêu để giảm lượng khí thải của đất nước xuống dưới mức trung bình thế giới. Ngoài ra, chính phủ Thụy Điển cũng thúc đẩy sử dụng các phương tiện giao thông công cộng và xe đạp để giảm thiểu sự ô nhiễm không khí. Họ cũng đã đặt mục tiêu để giảm lượng chất thải tại các thành phố và thúc đẩy tái chế và tái sử dụng các vật liệu. Điều này lý giải cho việc dù đâu trên đất nước Thụy Điển thì thiên nhiên không bao giờ là xa vời. Các du khách khi tới đây đều phải trầm trồ và bị mê hoặc bởi các thành phố rất xanh, những vùng núi hùng vĩ và vùng nông thôn đẹp như giấc mơ cổ tích. Do vậy, Thụy Điển được các chuyên gia cho là nên đứng đầu danh sách điểm du lịch của bất kỳ người yêu thiên nhiên nào. Gìn giữ văn hóa truyền thống. Nếu như Bhutan có được sự hạnh phúc phần lớn là nhờ vào tín ngưỡng truyền thống và những giá trị đạo đức bất hủ của dân tộc, thì Thụy Điển cũng có mẫu số chung để duy trì sự hạnh phúc. Nhờ có bề dày lịch sử văn hóa vừa đa dạng lâu đời lại rất đỗi thú vị, Thụy Điển luôn lấy làm tự hào và đặc biệt chú trọng duy trì những giá trị văn hóa truyền thống đẹp đẽ của mình. Nó có thể gói gọn trong vài cụm từ sau: tinh tế, tối giản, hào phóng, chân thành, đôn hậu. Đúng vậy, tuy là quốc gia hiện đại, nhưng kiến trúc của đất nước này không nhắm tới sự hào nhoáng của những tòa nhà cao tầng hay những căn chung cư tiện nghi, mà vẫn phát triển trên nền của kiến thức truyền thống. Người Thụy Điển rất thích sơn màu đỏ cho những ngôi nhà của mình. Vì thế, nhìn ngắm những ngôi nhà trong thung lũng, người ta có cảm giác lạc vào miền cổ tích. Những giá trị truyền thống tốt đẹp của người Thụy Điển còn được thể hiện trong từng ngóc ngách của đời sống. Đó là sự ân cần nhắc nhở, quan tâm hay sự biết ơn ghi dấu những công lao từ nhỏ bé đến vĩ đại và sự hòa quyện tuyệt vời giữa con người với thiên nhiên. Ví dụ, ở khu vực công cộng như trạm tàu điện ngầm sẽ có tấm biển vinh danh đặc biệt ghi đầy đủ tên những người đã thực hiện công trình đó, từ kiến trúc sư, trợ lý của kiến trúc sư cho đến người thợ xây. Khi đi trên đường sẽ có những biển báo để cảnh báo các lái xe. Họ có thể gặp phải những người đi đường đang bị phân tâm bởi điện thoại, nên hãy cẩn thận và để ý nhiều hơn một chút. Hay trong cửa hàng có cửa phòng vệ sinh nhỏ dành cho trẻ em, để chúng cảm thấy mình cũng được quan tâm không kém. Ngay cả giữa một nơi đồng không mông quạnh, bạn cũng sẽ bắt gặp được một băng ghế ngồi nghỉ có ổ sạc điện và mạng wifi miễn phí. Còn nếu vào siêu thị, các xe đẩy hàng còn có nam châm bên trong để không bị trôi đi khi đi trên cầu thang cuốn. Khi các công trình được xây dựng, cây cối hay thác nước tự nhiên vẫn được giữ lại. Cũng không khó để bắt gặp những cửa hàng bán đĩa nhạc cho người tí hon ở thành phố Lund. Thật thú vị, phải không nào? Những hình ảnh này thể hiện một bề dày lịch sử về văn hóa, phẩm cách và đạo đức của người Thụy Điển. Cho tới ngày nay, Thụy Điển đặc biệt chú trọng vào giáo dục ngôn ngữ và lịch sử, giúp cho người dân hiểu được các giá trị truyền thống của đất nước mình. Họ thường tổ chức các khóa học và chương trình giáo dục về văn hóa và lịch sử cho các thế hệ trẻ, giúp họ hiểu và trân trọng những giá trị lâu đời này. Những vẻ đẹp đặc trưng của người Thụy Điển. Phong cách sống là gồm biết đủ để hạnh phúc. Phong cách sống là gồm của người Thụy Điển đã được thực hành từ hơn 1.000 năm qua. Có lẽ trước một thế giới xô bồ và náo nhiệt,
Với những mảng đối lập đến khó hiểu đồng thời tồn tại của sự thừa thãi và thiếu thốn, sự thèm khát và dửng dưng đến chán trường, chủ nghĩa Lagom vốn âm thầm tồn tại bao đời bỗng nhiên được để ý chính bởi sự giản dị của nó. Lagom là một tính từ dùng để chỉ sự vừa phải, không quá nhiều mà cũng chẳng quá ít. Thật khó để có thể truyền tải hết ý nghĩa của từ Lagom sang bất kỳ thứ tiếng nào khác. Người Thụy Điển dùng Lagom như một kim chỉ nam chung cho cả dân tộc, hình thành nên phong cách sống, ứng xử, giao tiếp và thậm chí cả ẩm thực của riêng mình. Lagom là vừa đủ, là thích hợp, là cân bằng nhưng không nhất thiết là phải hoàn hảo nhất. Người Mỹ và châu Âu đã từng đánh giá chủ nghĩa Lagom của Thụy Điển là chiếc rào ngăn cách đất nước này với thế giới hiện đại khi các quốc gia này theo đuổi chủ nghĩa tiêu dùng và kích cầu để đạt được tăng trưởng kinh tế. Nhưng cho đến khi sự thừa thãi về vật chất, giải trí và kích động tinh thần dần đến cực điểm đã khiến con người mệt mỏi, mất phương hướng, họ bắt đầu tìm tới những giá trị chân thực và lâu dài hơn. Tinh thần Lagom thể hiện ở mọi mặt của cuộc sống Thụy Điển, từ việc chỉ nói ngắn gọn vừa đủ không khoa trương, ở trong những ngôi nhà đơn giản ít đồ đạc và thoáng đãng, ăn những đồ ăn không quá cầu kỳ, thậm chí đến vui chơi cũng không quá ồn ào náo nhiệt. Người Thụy Điển hình thành một sự tiết chế trong mọi việc họ làm, hay có thể nói họ nắm giữ mọi bí quyết của cuộc sống. Thụy Điển cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới có trung tâm thương mại chuyên bán những món hàng đã qua sử dụng. Đây là kết quả của triết lý Lagom trong kinh doanh bền vững, thân thiện với môi trường, giúp tiết kiệm vật liệu và năng lượng, đồng thời giảm thiểu gánh nặng xử lý rác thải cho chính quyền địa phương. Con người cũng chỉ là một thành viên trên trái đất này, việc hủy hoại thiên nhiên chẳng khác gì thắt chiếc dây vào cổ mình ngày một chặt hơn. Thật may mắn, triết lý vừa đủ khiến con người ta bớt chạy theo những đòi hỏi ngày càng nhiều hơn đối với tài nguyên và môi trường sống. Muốn ít hơn chính là được nhiều hơn, và đó là tinh thần của Lagom. Khi bạn muốn ít hơn, bạn sẽ buộc phải trân trọng những thứ mình đang có. Bạn sẽ ít bị ràng buộc bởi ham muốn và những dục vọng ngày càng gia tăng một khi được đáp ứng. Và rồi bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn bởi sự vừa đủ chính là cân bằng. Sự cân bằng luôn là điều kiện tốt nhất để mọi thứ được vận hành, kể cả cuộc sống của bạn. Quy tắc Gentlemen, tối kỵ với việc khoe của. Một giá trị đặc biệt và đáng quý khác của người dân Thụy Điển chính là sự khiêm tốn. Östermalm là khu phố trung tâm giàu có bậc nhất Stockholm, với những chiếc du thuyền khổng lồ, những quán bar xa xỉ và khối bất động sản đắt đỏ nhất thủ đô của Thụy Điển. Thế nhưng việc tìm kiếm một người dân ở đây thẳng thắn nói về sự giàu có của mình là điều gần như không thể. Dường như không có ai ở Stockholm tỏ ra tự hào với sự giàu có của mình. Trong quan niệm của đa số người Thụy Điển, nói về tiền bạc bị đánh đồng với khoe khoang, nên hầu hết mọi người đều không thấy thoải mái khi đề cập đến vấn đề này. Học giả nghiên cứu văn hóa Thụy Điển, Lola Enkimade Ankerstorm, người đã sống ở Stockholm hơn một thập kỷ, đã viết về quy tắc này trong cuốn Bí mật sống tốt của Thụy Điển. Bà cho biết tiền bạc là một chủ đề vô cùng nhạy cảm tại quốc gia này. Bà giải thích rằng khoe khoang về sự giàu có hoặc thậm chí chia sẻ về mức thu nhập với người lạ là một điều cấm kỵ đối với nhiều người dân tại quốc gia Bắc Âu này. Mọi người không được tỏ ra hào nhoáng và không được khoe khoang thái quá. Đó là cách để tạo ra sự bình đẳng cho tất cả người dân, giúp loại bỏ các nguồn cơn gây căng thẳng trong cộng đồng. Tiến sĩ Stephen Trotter, học giả người Thụy Điển gốc Scotland cho rằng Gentlemen là một cơ chế kiểm soát xã hội. Nó không chỉ liên quan đến sự giàu có, mà còn bao gồm quy tắc không được tỏ ra biết nhiều hơn so với vốn kiến thức hoặc hành động vượt quá địa vị của mình. Tuy nhiên cho tới ngày nay, thế hệ trẻ của Thụy Điển có nhiều xoay quanh quy tắc này. Song nhiều người vẫn hy vọng sự khiêm tốn, khía cạnh tốt đẹp của quy tắc này sẽ tiếp tục tồn tại. Với những điều tuyệt vời trên, Thụy Điển đã và sẽ tiếp tục là một điểm đến lý tưởng cho những ai mong muốn khám phá những giá trị văn hóa độc đáo, tận hưởng cuộc sống bình yên và hưởng thụ những tiện ích đẳng cấp hàng đầu thế giới. Đó là toàn bộ video ngày hôm nay của chúng tôi. Bạn có cảm nghĩ gì sau khi xem xong chủ đề ngày hôm nay? Hoan nghênh bạn để lại bình luận bên dưới để cùng chia sẻ với mọi người nhé. Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn vì đã theo dõi chương trình Giới Thượng Lưu, nơi chấp cánh ước mơ thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại.